Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1706, tàn niệm 1. Ánh mắt Trương Dương bỗng nhiên nhìn về chỗ cách đó không xa, bởi vì hắn nhìn thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử đang bước về phía họ. Nguyên Hòa Hạnh Tử xuất hiện trong nhà ăn này cũng không phải là ngẫu nhiên, sau khi cô ta tới Bắc Cảng vẫn luôn ở phòng tổng thống của Kim Sắc Cảng Loan, đoạn thời gian gần đây, cô ta bận khảo sát hoàn cảnh đầu tư của Bắc Cảng và Tân Hải, cũng đang triển khai một loạt đàm phán hợp tác với Tiêu Quốc Thành trong tương lai. Tiêu Mân Hồng vẫy vẫy tay với Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta đứng dậy cười nói với Trương Dương, để tôi giới thiệu một vị bằng hữu với anh. Trương Đại Quan Nhân cười cười, không đợi Tiêu Mân Hồng giới thiệu, đã vươn tay về phía Nguyên Hòa Hạnh Tử trước, Nguyên Hòa Phu Nhân, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười, cô ta bắt tay với Trương Dương nắm khẽ một cái. Nguyên Hòa Hạnh Tử rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay của thằng cha này truyền đến sức nóng và lực độ rất chuẩn, không biết vì sao nội tâm của cô ta theo cái bắt tay ý vị thâm trường này của Trương Dương mà nổi sóng. Mắt Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn rất bình tĩnh, che giấu sự dao động của nội tâm, nói khẽ tôi cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp được bí thư Trương. Trương Dương buông tay cô ta ra, cố ý nhìn về phía sau cô ta, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay phu nhân không mang bảo tiêu theo à? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, chị An của Bắc Cảng rất tốt, không cần phải mang theo nhiều người làm gì. Người đi theo sau nhiều quá thường thường sẽ bị người ta hiểu lầm là cán bộ của quý quốc. Nguyên Hòa Hạnh Tử không chút khách khí đáp trả Trương Dương một câu. Trương Đại Quan Nhân có chút xấu hổ ho khan một tiếng, xem ra cán bộ trong nước đi đâu cũng mang theo nhiều người đã nổi danh quốc tế rồi, ngay cả người Nhật Bản cũng biết. Tiêu Mân Hồng nói, cùng nhau uống trà đi. Trương Dương nhìn đồng hồ, tôi còn có việc. Đi trước nhé, hai cô tán gẫu đi. Thật ra Trương Đại Quan Nhân trong lòng cũng rất muốn được ở lâu với Nguyên Hòa Hạnh Tử thêm một chút, nhưng hắn lại tỉnh táo ý thức được loại suy nghĩ này là rất nguy hiểm. Nguyên Hòa Hạnh Tử không phải Cố Giai Đồng, hắn sở dĩ sinh ra ý muốn này, là vì hắn thủy chung không thể thôi nhớ tới Cố Giai Đồng. Mỗi lần nhìn thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử, tâm tình Trương Dương ít nhiều đều sẽ chịu ảnh hưởng, ra khỏi khách sạn Kim Sắc Cảng Loan, ánh nắng buổi sáng hắn trong mắt hắn tựa hồ cũng trở nên ảm đạm đi nhiều. Toàn bộ ngã tư đường tựa hồ phủ lên một tầng màu xám, trong đầu Trương Đại Quan Nhân nhớ lại những chuyện cũ, hồi ức khiến đầu óc hắn thoát ly khỏi hiện thực. Cho đến khi tiếng chuông di động khiến hắn bừng tỉnh, Trương Dương điện thoại, lúc này mới mở cửa xe ngồi xuống, alo. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Kiều Mộng Việt, Trương Dương. Tôi cần anh giúp, giọng nói của cô ta có chút run run, tràn ngập sợ hãi và bất an. Thần kinh của Trương Đại Quan Nhân lập tức căng ra. Hắn nói khẽ, đừng sợ, cô đang ở đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Mộng Viện nức nở nói, tôi ở Kinh Sơn, mẹ tôi, cô ta lại thút thít khóc. Trương Dương nói, cô đừng sợ, tôi sẽ lập tức tới ngay, cô nói cho tôi biết địa chỉ đi. Kiều Mộng Viện khóc thút thít nói ra địa chỉ của mình, thì ra Mạnh Truyền Mỹ, mẹ cô ta từ sau khi xuất gia thì lựa chọn tu hành ở Kinh Sơn Quan Âm Viện, Kiều Mộng Viện lần này đi thăm. Mới phát hiện tình trạng của mẹ kém, cô ta muốn đưa mẹ tới bệnh viện trị liệu, nhưng Mạnh Truyền Mỹ kiên quyết không chịu, mấy ngày nay lại không chịu uống lấy một giọt nước nào, rõ ràng đã đoạn tuyệt sinh niệm, một lòng cầu chết. Kiều Mộng Viện không dám nói tình huống của mẹ với người trong nhà, nếu cô ta làm như vậy, chẳng khác nào bước mẹ vào tuyệt lộ, cô ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Trương Dương là có thể giúp mình, cho nên mới gọi điện thoại cho hắn. Trương Dương rất quan tâm tới chuyện của Kiều Mộng Viện. Hắn an ủi Kiều Mộng Viện đừng kích động, mình sẽ lập tức tới ngay, gác điện thoại, Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng Tân Hải Hứa Song Kỳ, thật ra hắn ra ngoài không cần sự đồng ý của Hứa Song Kỳ, chỉ báo một tiếng rồi đi. Hứa Song Kỳ hiện tại chẳng quan tâm tới chuyện của Trương Dương, mặc dù là y có muốn hỏi cũng không được, y không có năng lực đấu tiếp với Trương Dương, đừng nói là y, cho dù là bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Hoàng Bộ Thành thì sao chứ? Chọc Trương Dương rồi. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn xin lỗi cho xong việc ư. Trương Dương muốn ra ngoài, thích đi đâu thì đi, mà đi càng xa càng tốt. Trương Dương nói với Hứa Song Kỳ cũng chỉ là cho đúng thủ tục, hắn căn bản không để Hứa Song Kỳ trong lòng. Hứa Song Kỳ mặc dù ở sau lưng liên tục giở trò, nhưng với năng lực của người này không thì chẳng tạo ra được sóng gió gì. Bởi vì không biết mình sẽ đi mấy ngày, cho nên Trương Dương lại gọi điện thoại cho Phó Thị trưởng Thường vụ Đồng Ngọc Vũ, gần đây hắn cố ý bồi dưỡng Đồng Ngọc Vũ. Tăng cường quyền lực của Đồng Ngọc Vũ để chế hành Hứa Song Kỳ, trước mắt ít nhất trong phạm vi Tân Hải thì Đồng Ngọc Vũ căn bản không phải sợ thị trưởng Hứa Song Kỳ nữa. Tuy rằng đi trong thời gian ngắn,
nhưng cũng có không ít chuyện phải dặn dò, chờ hắn dặn dò xong tất cả mọi chuyện thì di động đã hết cả pin, Trương Dương đổi pin rồi lái xe tới Giang Thành. Tới Kinh Sơn phải đi qua Giang Thành, Kinh Sơn và Giang Thành liền nhau, nói chính xác thì là liền nhau với Xuân Dương, lúc trước Trương Dương khi ở Xuân Dương cũng từng tới đó, Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhớ tới lúc mình ở xã Hắc Giả Sơn làm chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, lại tựa hồ xa không thể với tới, Trương Dương phân nhân sinh của mình thành nhiều bộ phận thứ nhất tất nhiên là khi hắn ở triều Đại Tùy, có điều hắn trên cơ bản đã chôn đi đoạn quá khứ đó. Đoạn thời gian đó thuộc về Trương Nhất Trâm chứ không phải là thuộc về Trương Dương. Tới những năm 90, hắn coi đoạn thời gian ở xã Hắc Sơn Tử thành một giai đoạn, không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy đoạn thời gian đó là khoái hoạt đơn thuần nhất, thậm chí hạnh phúc nhất, hắn không có quan chức như hiện tại, không có quyền lực như hiện tại, thậm chí không có đầu óc và kiến thức như hiện tại, nhưng hắn sống đơn giản, con người ta chỉ có sau khi trải qua kinh lịch mới phát hiện, thì ra sống đơn giản mới là khoái hoạt nhất. Trương Đại Quan Nhân hiện tại cũng khoái hoạt, nhưng hắn cũng có càng lúc càng nhiều phiền não, vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng, hắn hiện tại không phải chỉ nghĩ tới mình, còn phải nghĩ tới người dân Tân Hải, còn có thân nhân của hắn, còn có người yêu của hắn. Kiều Mộng Viện chỉ gọi một cú điện thoại, hắn không chút do dự lái xe tới Kinh Sơn, Trương Dương vẫn không hề thay đổi, nhưng hắn biết mình còn có những vướng bận khác, trên người hắn có quá nhiều trách nhiệm. Trương Đại Quan Nhân lần này tới Kinh Sơn không thuận lợi. Hắn buổi trưa thậm chí chưa kịp ăn cơm, đã khởi hành tới Kinh Sơn, bởi vì lo lắng cho Mạnh Truyền Mỹ có chuyện, Trương Đại Quan Nhân đi rất vội vã, dứt khoát cắt luôn bữa trưa, đừng nhìn hắn võ công cao cường, nhưng con người ta ai cũng phải ăn cơm, một bữa không ăn là đói tới run người, tới hơn 2 giờ thì bụng bắt đầu réo. Trương Dương ở đường vòng tròn số 3 tùy tiện ăn bát mì, mất khoảng 15 phút, nhưng chính 15 phút này khiến hắn vừa hay gặp tắc đường ở đường hầm núi Thanh Đài. Trong đường hầm tối đen tắc mất 3 tiếng đồng hồ, giao thông mới được khơi thông, trong lúc này Kiều Mộng Viện gọi mấy cú điện thoại, nhưng ở trong hầm nên không có tín hiệu. Sau khi Trương Dương ra khỏi đường hầm không bao lâu thì nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện, giọng nói của Kiều Mộng Viện vô cùng lo lắng, cô ta không biết Trương Dương bị kẹt xe, còn tưởng rằng hắn không lập tức tới được. Trương Dương giải thích tình huống của mình, thật ra Kiều Mộng Viện có việc, hắn cũng hận không thể chắp hai cánh mà bay. Nhưng tình huống trong hiện thực không ai có thể ngờ được. Bởi vì tắc đường, khi Trương Dương tới chân núi Kinh Sơn thì đã là 7 giờ tối, hắn trực tiếp lái xe theo đường núi tới Kinh Sơn, Quan Âm Viện ở phía sau núi Kinh Sơn, khi Trương Dương tới nơi, cửa am đóng chặt, cứ vào 5 giờ rưỡi thì Quan Âm Viện đóng cửa từ chối tiếp khách. Trương Đại Quan Nhân không dám xông vào, gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện, một lát sau, nhìn thấy Kiều Mộng Viện từ cửa hông Quan Âm Viện đi ra, mắt khóc tới đỏ lựng. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy thì trong lòng vô cùng thương xót, tiến lên nói, Mộng Viện, cô đâu? Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, chán nản nói, anh đi theo tôi. Trương Dương đi theo Kiều Mộng Viện vào trong Quan Âm Viện, trước đó khi Margaret tới Quan Âm thắp hương, Trương Dương từng cùng Sở Yên Nhiên tới đây, nhớ rõ chủ trì nơi này Định Nhàn Sư Thái còn là bạn của Lâm Tú. Trương Dương hỏi Định Nhàn Sư Thái thì Kiều Mộng Viện nói, bà ta là sư phụ của mẹ tôi. Hai người tới hậu viện, trước khi tiến vào phòng, Kiều Mộng Viện bỗng nhiên nắm tay Trương Dương, nói, Trương Dương, tôi cầu anh một chuyện, lần này bất kể anh dùng phương pháp như thế nào cũng phải cứu mẹ tôi muốn anh mang bà ấy ra khỏi nơi này, điều kiện nơi này quá kém, rất không có lợi cho sức khỏe của bà ấy. Trương Dương nắm tay Kiều Mộng Viện, cảm thấy da tay của cô ta rất lạnh. Hai ngày nay, cô ta chắc hẳn phải chịu áp lực rất lớn, Trương Dương gật đầu nói, cô yên tâm. Bà ấy không đi thì tôi sẽ điểm huyệt đạo của bà ấy, cường hành mang đi, cho dù muốn niệm Phật thì cũng phải để sau khi khỏe mạnh rồi tính sau. Hai người đi vào trong phòng dưỡng bệnh của Mạnh Truyền Mỹ, bên trong ánh đèn rất tối, một lão ni áo xám ngồi bên giường thấp giọng tụng kinh, là Định Nhàn Sư Thái đang cầu phúc cho đệ tử của bà ta, nghe thấy người tiến vào, Định Nhàn Sư Thái mở mắt ra, bà ta thấy Trương Dương đến thì hai tay hợp thành chữ thập, nói thí chủ đã tới. Trương Dương cung kính nói, làm phiền Sư Thái rồi. Định Nhàn Sư Thái nói khẽ, hai người khuyên bảo cô ta đi. Định Nhàn Sư Thái đứng dậy rời đi. Trương Dương tới bên giường Mạnh Truyền Mỹ, mượn ánh đèn mờ tối để nhìn, thấy Mạnh Truyền Mỹ cũng mặc một thân quần áo bằng vải bố, tóc trên đầu đã cắt sạch, làn da ngày xưa được bảo dưỡng rất tốt hiện giờ đã giống như đóa hoa héo rũ, cả người trong khoảng thời gian ngắn ngủi dường như già đi hơn 10 tuổi, Mỹ phụ trung niên ngày xưa hiện giờ đã trở thành một bà lão hơi thở mong manh. Nhìn thấy bộ dạng này của Mạnh Truyền Mỹ, Trương Dương cũng cảm thấy trong lòng chua xót,
hắn nói khẽ cô Mạnh. Ánh mắt dã rời của Mạnh Truyền Mỹ cố gắng nhiều lần mới dừng được ở trên mặt Trương Dương, bà ta cố gắng nhận ra hình dáng của Trương Dương, qua một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Dương. Là cậu ư? Trương Dương gật đầu, là tôi. Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi nhìn mọi vật rất mơ hồ. Không ngờ cậu lại tới thăm tôi. Chương 1707, Tàn Niệm 2. Từ trong lời nói của Mạnh Truyền Mỹ, Trương Dương ý thức được thị lực của bà ta xảy ra vấn đề, hắn cầm tay Mạnh Truyền Mỹ, đặt ở lên mặt mình, nói khẽ cô Mạnh, cô sờ thử xem, mục đích chân chính của Trương Đại Quan Nhân là muốn bắt mạch cho Mạnh Truyền Mỹ. Mạnh Truyền Mỹ thở dài nói, cậu muốn bắt mạch cho tôi ư? Không cần phải phí tâm đâm. Ngón tay Trương Dương đặt trên mạch môn của Mạnh Truyền Mỹ, lông mày hắn nhíu chặt lại, mạch tướng của Mạnh Truyền Mỹ đã có dấu hiệu khô kiệt, hơn nữa Mạnh Truyền Mỹ tựa hồ có biểu hiện trúng độc. Trương Dương lắc đầu với Kiều Mộng Viện, dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, tình huống của Mạnh Truyền Mỹ rất nghiêm trọng, phải lập tức chữa bệnh cho bà ta. Mạnh Truyền Mỹ hữu khí vô lực nói, Trương Dương, nhất định là Mộng Viện gọi cậu tới. Tôi không muốn chữa bệnh, cậu để tôi tự sinh tự diệt được không? Kiều Mộng Viện thấp giọng khóc nức nở, không được, mẹ. Mẹ không thể tàn nhẫn như vậy được, mẹ còn có con và đại ca, mẹ không thể không mặc kệ chúng con được. Mạnh Truyền Mỹ ho khan, qua một lúc lâu, tiếng ho khan mới bình ổn, tôi đã là người xuất gia rồi. Duyên phận giữa chúng ta đã đứt, huống chi, hai đứa đã lớn, tôi. Trương Dương thấy bà ta nói năng rất khó khăn. Lặng lẽ vươn tay ra điểm huyệt ngủ của Mạnh Truyền Mỹ, Mạnh Truyền Mỹ cảm thấy mí mắt đột nhiên trở nên nặng trịch, rất nhanh liền thiếp đi. Trương Dương để Kiều Mộng Viện ở lại với Mạnh Truyền Mỹ, hắn mở cửa đi ra, thính lực của hắn siêu quần, nghe ra Định Nhàn Sư Thái vẫn chưa đi. Trương Dương tới bên cạnh Định Nhàn Sư Thái, vái bà ta một cái thật sâu, Sư Thái. Định Nhàn Sư Thái nói, Trương Thí Chủ có chuyện muốn nói ư. Trương Dương nói, tình huống của bà ấy rất xấu. Nếu tiếp tục ở lại thì chỉ sợ sẽ chết mất. Định Nhàn Sư Thái nói, trong lòng bà ta đã không còn bất kỳ sinh niệm nào, nếu một người không còn lưu luyến cuộc sống, vậy thì chính là tới lúc nên đi rồi. Trương Dương nói, xin Sư Thái khai ân, để tôi mang bà ấy đi. Định Nhàn Sư Thái hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, thiện tai, chỉ cần Kiều Tiểu Thư nguyện ý, thí chủ muốn như thế nào thì cứ làm như thế. Nói xong. Bà ta lại nói, mặc dù anh mang bà ta đi thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì tình trạng thân thể của Mạnh Truyền Mỹ rất kém, Trương Dương cũng không dám tùy tiện mang bà ta đi quá xa, hắn ôm Mạnh Truyền Mỹ trở lại bên trong xe của mình, bảo Kiều Mộng Viện lái xe, tới Quẫn Thị, Trương Dương liên hệ với Lâm Tú, bảo cô ta hỗ trợ an bài một căn biệt thự ở Đông Giao Quẫn Thị. Trương Dương căn cứ vào tình huống của Mạnh Truyền Mỹ, tối hôm đó kê một phương thuốc. Khi Kiều Mộng Viện đi xác thuốc thì Trương Dương giải huyệt cho Mạnh Truyền Mỹ. Mạnh Truyền Mỹ từ từ tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, bà ta mới biết chung quy Trương Dương và Kiều Mộng Viện vẫn mang bà ta ra khỏi Quan Âm Viện. Trương Dương nói, cô Mạnh, cháu cũng không trưng cầu sự đồng ý của cô đã tự tiện đưa cô đi, mong cô có thể tha thứ cho cháu. Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi không trách cậu, thật ra, tôi ở lại Quan Âm Viện cũng chỉ mang thêm phiền phức cho họ. Đối với tôi mà nói thì đến chỗ nào cũng vậy thôi. Trương Dương nói, cô Mạnh, bản thân cô cũng không có bệnh gì, sở dĩ tình trạng thân thể kém như vậy là vì cô trường kỳ không ăn uống đầy đủ, còn nữa, cô có phải là dùng thuốc gì không? Mạnh Truyền Mỹ nói, cậu không cần phải xen vào chuyện của tôi, từ khi tôi lựa chọn xuất gia, tôi đã không còn lưu luyến thế giới này nữa. Nếu Mộng Viện không tới tìm tôi, có lẽ tôi đã im lặng mà đi rồi. Mạnh Truyền Mỹ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Trương Dương nói khẽ cô Mạnh, cô mệt rồi, trước tiên nghỉ ngơi một lát đi đã, thuốc của cháu vẫn chưa sắc xong. Mạnh Truyền Mỹ nói, hai đứa không cần phải phí tâm, chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi. Trương Dương nói, Mộng Viện rất quan tâm tới cô làm như vậy cô ta sẽ rất thương tâm. Mạnh Truyền Mỹ nói, thương tâm đối với mỗi người mà nói cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng theo thời gian trôi qua, rồi nỗi đau cũng sẽ phai nhạt. Nói tới đây bà ta tựa hồ nhớ tới gì đó. Nói khẽ, nếu có thể, hãy đưa tôi tới Tây Sơn Tự một chuyến. Trương Dương không ngờ Mạnh Truyền Mỹ lúc này vẫn muốn tụng kinh lễ Phật. Không khỏi thầm thở dài, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra lý do để cự tuyệt Mạnh Truyền Mỹ, mỉm cười nói, cô Mạnh, cháu có thể đáp ứng cô, nhưng cô cũng phải đáp ứng cháu, lát nữa phải uống thuốc, ăn chút gì đó, có tinh thần và thể lực thì cháu mới có thể dẫn cô đi được, cô nói xem có đúng không.
Mạnh Truyền Mỹ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, được, tôi nghe lời cậu. Trương Dương tới phòng bếp, nhìn thấy Kiều Mộng Viện đang trông nồi, nhìn bếp lò rồi lặng lẽ rơi lệ, Trương Dương đi tới, nói khẽ cô khóc trông không xinh đâu, cười lên vẫn mê người hơn. Kiều Mộng Viện vội vàng quay đầu lại, nhanh chóng lau đi nước mặt, gắt, ai cho anh nhìn, khó coi thì sao? Việc gì tới anh? Trương Dương ngửi mùi thuốc, sau đó mở nồi ra nhìn, nói khẽ, đợi thêm 10 phút nữa. Kiều Mộng Viện nói, mẹ tôi sao rồi? Trương Dương nói, bà ấy tạm thời chắc không sao, nói là muốn tôi đưa tới Tây Sơn Tự. Tây Sơn Tự, ở đâu? Trương Đại Quan Nhân bị hỏi mới cảm thấy Tây Sơn Tự cực kỳ quen thuộc, nghĩ kỹ lại mới nhớ ra Tây Sơn không phải là ở núi Thanh Đài. Mình lần trước tới thôn Tiểu Thạch Hoa Lô Gia Lương huyện Tây Sơn, vừa hay gặp đạo tặc trộm Phật Ngọc, mà bức Phật Ngọc đó không phải chính là bị trộm ra từ Tây Sơn Tự ư. Danh khí của bản thân Tây Sơn Tự cũng không lớn, Mạnh Truyền Mỹ sao lại muốn tới đó bái Phật? Chẳng lẽ Mạnh Truyền Mỹ? Trương Đại Quan Nhân không dám tiếp tục đoán nữa, hắn lắc đầu, trên đời này chắc không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Kiều Mộng Viện từ vẻ mặt của Trương Dương nhìn ra được điều dị thường, nói khẽ anh làm sao vậy? Trương Dương cười nói, không sao, đúng rồi. Vì sao không nói chuyện mẹ cô sinh bệnh với Bộ trưởng Kiều, có lẽ đây là một cơ hội để bọn họ gương vỡ lại lành. Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, mặt lập tức trở nên trắng bệch, Trương Đại Quan Nhân lập tức ý thức được mình nói sai rồi, ngượng ngùng cười nói cái đó. Thôi coi như tôi chưa nói gì. Kiều Mộng Viện cũng không phải là không muốn cha mẹ hàn gắn lại, nhưng lúc trước trong lúc vô ý nghe thấy cha mẹ cãi nhau, cô ta mới ý thức được gia đình mà mình vẫn cho rằng là hạnh phúc thì ra tồn tại bí mật kinh thiên như vậy. Mình không phải là con gái ruột của cha, thậm chí mình không phải họ Kiều, không có bất kỳ quan hệ gì với Kiều gia, mà tất cả những điều này, cô ta chỉ có thể thầm thừa nhận trong lòng, cho dù là khi đối diện với Trương Dương cũng không thể nói ra được, hiện thực đối với cô ta tàn khốc như vậy. Khiến cô ta không biết nên đối mặt như thế nào. Kiều Mộng Viện một lần nữa lựa chọn trốn tránh, nhưng rất nhiều chuyện nhất định không thể nào tránh được. Mẹ bởi vì chuyện này mà xuất ra trốn tránh hiện thực, nhưng cô ta hiển nhiên không tìm được sự giải thoát trong Phật môn, trước mắt cô ta bất kể thể xác hay là tinh thần đều đang bên bờ sụp đổ, Mộng Viện không nghĩ ra còn có ai có thể giúp mình, chỉ có Trương Dương. Có lẽ là Trương Dương đáp ứng đưa bà ta tới Tây Sơn Tự đã mang đến tác dụng, Mạnh Truyền Mỹ uống thuốc mà con gái sắc, rất nhanh liền thiếp đi. Trong mắt Kiều Mộng Viện mà nói là một hiện tượng tốt, ít nhất bà ta cũng nguyện ý nhận điều trị. Trương Dương vẫn không coi trọng tình huống của Mạnh Truyền Mỹ, hắn thậm chí cho rằng tình trạng trước mắt của Mạnh Truyền Mỹ có chút giống với hồi quang phản chiếu, thật ra với y thuật của hắn hoàn toàn có thể chữa khỏi cho Mạnh Truyền Mỹ, nhưng vấn đề chân chính của Mạnh Truyền Mỹ không phải là trên bệnh tình, mà là trên tâm lý, bà ta đã mất đi tín niệm sống tiếp, muốn cứu bà ta, nhất định phải một lần nữa khơi lên dục vọng sinh tồn của bà ta, Trương Đại Quan Nhân bất lực đối với chuyện này. Tuy rằng đã biết Mạnh Truyền Mỹ rất nhiều năm, nhưng hắn cũng không hiểu được Mạnh Truyền Mỹ, giữa hai người cơ hồ không có cơ hội trao đổi. Tuy rằng là như vậy, Trương Đại Quan Nhân cũng có thể đoán được mấu chốt của Mạnh Truyền Mỹ là ở vấn đề gia đình, 10 phần có 9 là có liên quan tới Kiều Trấn Lương. Đối với chuyện gia đình người khác, Trương Đại Quan Nhân không tiện hỏi, cho dù đối phương là cha mẹ của Kiều Mộng Viện. Chờ mẹ ngủ rồi, Kiều Mộng Viện vào trong hoa viên, nhìn thấy Trương Dương vừa mới nói chuyện điện thoại xong, cô ta đi tới ngồi xuống xích đu đối diện Trương Dương. Theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, đã muộn thế này rồi còn bận à? Trương Dương cười nói, không sao, gọi điện thoại cho Yên Nhiên, cô ta cuối tháng sẽ về tham gia hôn lễ của em gái tôi. Kiều Mộng Viện nghe thấy tên của Sở Yên Nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, cô ta ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên bầu trời, nói thật là hâm mộ hai người. Trương Đại Quan Nhân bị những lời này của Kiều Mộng Viện khiến cho ngây ra, hắn muốn bắt lấy ánh mắt của Kiều Mộng Viện lúc này, nhưng Kiều Mộng Viện ngửa đầu. Từ góc độ của hắn không thể nhìn rõ, chỉ thấy hai giọt lệ sáng trong dưới ánh trăng, cô ta đã khóc. Trương Dương nói, Mộng Viện, cô sẽ tới chứ? Kiều Mộng Viện gật đầu, cô ta lau nước mắt, có chút ngượng ngùng nói, mấy ngày nay tôi bị chuyện của mẹ khiến cho không biết phải làm sao, cho tới khi thấy anh tôi mới thấy an tâm. Trương Dương nói, vì sao không nói chuyện này với cha cô? Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi tới chuyện này. Kiều Mộng Viện nói, mẹ tôi không cho tôi nói. Ngăn cách giữa bà ấy và cha tôi rất sâu. Trương Dương thở dài nói, dù sao cũng là người một nhà, hiện tại tình huống của cô Mạnh đã như vậy, cô nếu không nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sau này sẽ day dứt. Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, nước mắt lại chảy ra, cô ta quả thực không biết nên làm thế nào cho phải,
Trương Dương đứng lên, vươn tay ra, dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện cảm thụ được nhiệt độ lòng bàn tay của Trương Dương, bỗng nhiên một loại bi thương khó có thể tả nổi sộc lên, cô ta nhào vào trong lòng Trương Dương khóc nức nở. Trương Dương vuốt ve tóc cô ta, ôn nhu nói, không sao, bất kể gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ đối diện cùng cô. Kiều Mộng Viện thút thít nói, mẹ tôi không muốn gặp ông ấy, nếu nói chuyện này cho cha tôi, bà ấy thà chết còn hơn. Tim Trương đại quan nhân thắt lại, rốt cuộc là cừu hận như thế nào mới có thể tạo thành ngăn cách lớn như vậy giữa hai vợ chồng, nhìn bộ dạng khóc không thành tiếng của Kiều Mộng Viện, Trương Dương cảm nhận được rõ ràng áp lực cực lớn mà cô ta hiện tại đang phải gánh chịu. Chương 1708, Tây Sơn Tự 1. Kiên cường như Kiều Mộng Viện cũng có một mặt yếu đuối của cô ta khóc rất lâu mới nín, từ trong lòng Trương Dương ngẩng đầu lên, mắt đỏ lựng, xin lỗi. Có gì mà phải xin lỗi, cô khóc ở trước mặt tôi, chứng tỏ cô coi tôi là người một nhà, tôi cao hứng còn không kịp nữa là, cô nếu ở sau lưng tôi khóc với người khác, trong lòng tôi khẳng định sẽ không thoải mái. Kiều Mộng Viện gắt, tôi có cần phải thế không? Hơn nữa, tôi khóc với người khác có liên quan gì tới anh? Trương Dương nói, đương nhiên là có rồi, cô ngẫm lại đi, trừ tôi ra, cô còn tốt với ai như vậy không? Mặt Kiều Mộng Viện có chút nóng lên, thẹn thùng nhíu mày, đừng nói hưu nói vượt, đúng rồi, mẹ tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Trương Dương nói, chủ yếu là không đủ dinh dưỡng, nếu bà ta chịu phối hợp trị liệu thì còn đỡ, nếu không phối hợp thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Kiều Mộng Viện nghe hắn nói như vậy thì lập tức lại đau khổ. Từ lúc chào đời tới nay cô ta vẫn chưa bao giờ đa sầu đa cảm như bây giờ, có câu quan tâm quá ắt loạn, dù sao là đại sự liên quan tới sinh tử của mẹ cô ta, càng phiền toái là, cô ta không thể nói chân tướng của sự việc với Trương Dương, cũng không dám nói với cha. Trương Dương trong điểm này có cái nhìn bất đồng với Kiều Mộng Viện, Trương Dương cho rằng tình trạng hiện tại của Mạnh Truyền Mỹ rất kém, bà ta đã không còn muốn sống nữa. Nếu bà ta bị bệnh nan y nào đó thì Trương đại quan nhân cho dù không thể chữa khỏi triệt để cho bà ta thì ít nhất cũng có thể kéo dài sinh mệnh của bà ta. Nhưng loại tình huống trước mắt, mặc dù là với khả năng của Trương Dương cũng có chút khó khăn. Tình huống của Mạnh Truyền Mỹ rất không ổn định, cho dù bà ta và Kiều Trấn Lương đã ly hôn, nhưng hai người dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm. Giữa bọn họ chẳng những có một cô con gái, còn có một người con trai, kẻ trong cuộc thì mê, Trương Dương cho rằng phải nói tình huống của Mạnh Truyền Mỹ với bọn họ. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, chuyện này trăm ngàn lần không thể nói cho cha tôi biết, tôi lo lắng mẹ tôi biết sẽ bị kích thích. Trương Dương, cho dù cô không nói với cha thì cũng phải thông chi cho anh trai cô chứ, cô Mạnh không chỉ có mình cô là con gái. Bằng cử cũng có quyền được biết. Kiều Mộng Viện thở dài, tôi không biết nói với hắn như thế nào. Trương Dương nói, tôi không phải lo lắng cô không thể gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, mà là anh là cha cô, bọn họ có quyền được biết chuyện. Cô không thể nào vĩnh viễn giấu được. Kiều Mộng Viện cắn môi, nội tâm đang giao chiến kịch liệt, Trương Dương không biết trên người cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một gia đình đầy yêu thương ngày xưa hiện giờ lại chia năm xẻ bảy, cha mẹ trở thành người lạ. Cô ta nói khẽ trong lòng tôi loạn lắm, chờ thêm mấy ngày nữa đã, tình huống của mẹ tôi có thể ổn định hơn không? Trương Dương nói, được rồi, hy vọng chúng ta có thể giúp bà ấy cởi bỏ khúc mắc này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú dẫn hai nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân thành phố Kinh Sơn tới đây. Đây là yêu cầu của Trương Dương, hắn đã cho thêm thành phần an thần vào trong thuốc, cho nên Mạnh Truyền Mỹ ngủ thật sự rất sâu. Trương đại quan nhân tuy rằng y thuật siêu quần, nhưng chỉ dựa vào mạch tướng vẫn không thể phán đoán chính xác trong cơ thể Mạnh Truyền Mỹ rốt cuộc trúng độc gì. Hắn không hề đem chuyện Mạnh Truyền Mỹ trúng độc nói với Kiều Mộng Viện được, chỉ nói mời những nhân viên y tế này tới đây. Mục đích là để lấy mẫu máu, làm một đánh giá tổng hợp về tình huống sức khỏe trước mắt của Mạnh Truyền Mỹ. Lâm Tú cơ hồ không nhận ra Nico bệnh tật này là phu nhân của bí thư tỉnh ủy Bình Hải Kiều Trấn Lương ngày xưa, cô ta trong lòng cảm thấy kinh ngạc, khi đi, Trương Dương tiễn cô ta tới cửa. Lâm Tú không nhịn được hỏi, Kiều phu nhân sao biến thành như vậy? Chuyện Mạnh Truyền Mỹ và Kiều Trấn Lương ly hôn làm oanh động chính giới, rất nhiều người đều biết, nhưng chuyện cô ta xuất gia thì ít người nghe được. Về phần bà ta đang ở Kinh Sơn thì Lâm Tú lại càng không biết. Trương Dương nói, nhà nào cũng có chuyện cả, cô Lâm, chuyện này tôi muốn cô coi như không biết. Lâm Tú nói, Kiều Mộng Viện mời cậu tới chữa bệnh cho mẹ cô ta. Nhưng Kiều gia vì sao không còn ai khác đến? Vì sao không đón bà ta về Kinh Thành? Trương Dương nói, bà ta hiện tại đang rất bi quan chán đời, đối với điều này thì tôi cũng chịu, không có biện pháp gì cả.
Lâm Tú nói, cậu nhất định có biện pháp cứu bà ta. Trong cảm nhận của Lâm Tú, Trương Dương nghiễm nhiên là thần y không gì làm không được. Trương Dương cười khổ một tiếng, nhớ tới chuyện Yên Nhiên cuối tháng sẽ về, hắn nói khẽ cô Lâm. Yên Nhiên có liên hệ với cô không? Lâm Tú nói, nhận được điện thoại của cô ta rồi, nói là cuối tháng sẽ trở về. Tham gia hôn lễ của em gái cậu, đến lúc đó tôi và Lão Thái Thái sẽ cùng nhau tới, một là để chúc mừng em gái cậu, hai là dẫn lão nhân ra đi chơi một chút, cả ngày cứ ở trên đảo cũng chán lắm. Trương Dương gật đầu nói, đa tạ cô Lâm. Lâm Tú cười nói, cảm tạ cái gì? Tôi hiện tại hy vọng nhất chính là được uống chén rượu mừng của cậu và Yên Nhiên, em gái cậu đã kết hôn rồi, cậu làm anh trai cũng nhất định phải nhanh lên. Trương Dương nói, lần này tôi và Yên Nhiên sẽ tranh thủ định ngày cưới. Lâm Tú nói, hai đứa chỉ cần định ngày thôi, chuyện cử hành hôn lễ thì cứ để tôi lo. Trương Dương lo lắng Lâm Tú sẽ nói chuyện của Mạnh Truyền Mỹ ra ngoài, lại dặn dò thêm lần nữa. Lâm Tú không nhịn được, mỉm cười, cậu đó, chẳng lẽ còn không tin tôi, yên tâm đi, tôi nhớ kỹ lời vừa rồi của cậu rồi, coi như là chưa có chuyện gì cả, cậu chỉ cần để Kiều phu nhân an tâm ở đây dưỡng bệnh, tất cả mọi chuyện cứ để tôi an bài. Trương Dương hiểu rõ năng lực làm việc của Lâm Tú, cô ta sở dĩ có thể được Margaret coi trọng và thích, có liên quan tới năng lực ở phương diện này của cô ta, Trương Dương lại nói kết quả xét nghiệm máu có thì lập tức báo cho tôi nhé. Lâm Tú nói, được. Chờ cậu có thời gian, tới nhà tôi nhé, thằng bé nhà tôi rất sùng bái cậu, ngày kia về nhà, biết cậu tới thì khẳng định cao hứng lắm. Trương Dương cười cười, Tạ Hiểu Quân, con trai của Lâm Tú và Tạ Chí Quốc từ nhỏ đã sùng bái mình, Trương Dương cũng chỉ điểm hắn một chút công phu. Nó vẫn thường quấn quýt bên Trương Dương đòi bái hắn làm thầy, Trương Dương cũng cảm nhận được thành tâm của nó, lại thêm lần trước Yên Nhiên khi về nước nói giúp cho nó, vì thế hắn thu Tạ Hiểu Quân làm đồ đệ. Bình thường Tạ Hiểu Quân cũng không ít liên lạc bằng điện thoại với há, Trương Dương nói tôi ở Tân Hải còn cả một đống chuyện, bên này ổn định rồi thì tôi phải trở về, hy vọng có thể có thời gian tới nhà cô. Lâm Tú nói, chỉ cần cậu muốn tới thì thời gian nhất định sẽ có. Trương Dương nói, được, Hiểu Quân về thì bảo nó gọi điện thoại cho tôi. Lâm Tú cười cười, tôi đi đây, Kiều Mộng Viện hình như rất ỷ lại vào cậu. Lời này ít nhiều cũng bao hàm ẩn ý. Lâm Tú đi rồi Trương Dương xoay người lại, nhìn thấy Kiều Mộng Viện từ trong biệt thự đi ra, hắn cười cười nói, sao? Cô tỉnh rồi à? Kiều Mộng Viện gật đầu nói, hôm nay tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút. Trương Dương và Kiều Mộng Viện cùng nhau vào phòng, Mạnh Truyền Mỹ đã tỉnh lại, tinh thần hôm nay quả nhiên rất tốt, không ngờ ngồi dậy, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Dương và Kiều Mộng Viện, bà ta không quay đầu lại. Trương Dương cười nói, cô Mạnh, hôm nay tinh thần tốt hơn rất nhiều rồi đó. Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi nhìn cái gì cũng mở lắm. Trương Dương đi tới trước mặt bà ta. Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi chỉ nhìn thấy được bóng của cậu, không nhìn rõ được dung mạo của cậu. Trương Dương an ủi bà ta, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Mạnh Truyền Mỹ thật ra không phải lo lắng tới tình huống khỏe mạnh của cho mình, bà ta nói khẽ Trương Dương, cậu còn nhớ chuyện ngày hôm qua đã đáp ứng tôi không? Trương Dương gật đầu, nhớ, cô hôm nay vẫn chưa uống thuốc phải không? Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi muốn hôm nay tới Tây Sơn Tự. Kiều Mộng Viện phản đối, mẹ, tình trạng thân thể của mẹ hiện tại không cho phép đâu, không bằng chờ mẹ khôi phục lại đã. Mạnh Truyền Mỹ nói như chém đinh chặt sắt, tôi không chờ được lâu như vậy, lát nữa hai đứa dẫn tôi đi. Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Kiều Mộng Viện, hiện tại Mạnh Truyền Mỹ vô cùng cố chấp, bọn họ tốt nhất cứ thuận theo ý của bà ta mà làm. Một khi chọc giận bà ta, tình thế chỉ càng trở nên ác liệt hơn. Trương Dương nói, Tây Sơn Tự ở trên núi Thanh Đài, nơi đó ô tô không thể trực tiếp đi tới được. Cô Mạnh, cô muốn đi cũng được, trước hết uống thuốc ăn điểm tâm đã, bằng không sao có đủ sức mà leo núi. Mạnh Truyền Mỹ nói, cho dù là tôi ăn cơm rồi thì tôi cũng không đi được, Trương Dương. Lại phiền cậu rồi. Trương Đại Quan Nhân thầm cười khổ trong lòng, xem ra Mạnh Truyền Mỹ đã có chuẩn bị, hôm nay nói gì cũng phải lên núi. Tây Sơn Tự đó ở chân núi phía tây núi Thanh Đài, độ cao so với mặt biển phải 1.200 thước, bà ta muốn tới được nơi đó, chỉ có thể là có người cõng bà ta đi, trước mắt nhân tuyển thích hợp nhất chỉ có Trương Dương, Mạnh Truyền Mỹ tuy rằng mắt không nhìn rõ, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo. Trương Dương cũng rất tôn kính Mạnh Truyền Mỹ, ai bảo hắn yêu khuê nữ của người ta chứ? Cái này kêu là một người muốn đánh còn một người chịu ăn đòn, con rể cõng mẹ vợ vốn chính là chuyện đương nhiên.
có điều giữa Trương Dương và Kiều Mộng Viện đến nay vẫn chưa phát triển tới quan hệ này. Mạnh Truyền Mỹ lại nói, Trương Dương, bản lĩnh của cậu tôi biết rõ, tối hôm qua tôi vì sao ngủ lâu như vậy? Nhất định là cậu động tay động chân vào thuốc. Chương 1709, Tây Sơn Tự 2. Trương đại quan nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, không có, cô Mạnh, cháu nào có gan đó, hơn nữa, cháu kính cô còn không kịp, làm sao dám hại cô. Mạnh Truyền Mỹ ho khan một tiếng, tôi biết cậu là muốn giúp tôi, nhưng thật sự muốn giúp tôi thì dẫn tôi tới Tây Sơn Tự một chuyến. Thời gian của tôi không còn nhiều đâu. Nghe thấy lời nói của Mạnh Truyền Mỹ, Trương Dương ngẩn ra, Mạnh Truyền Mỹ kiên trì tới Tây Sơn Tự tuyệt không phải là hứng nhất thời. Trong chùa Tây Sơn này nói không chừng cất giấu bí mật trong lòng bà ta, trong lời nói của Mạnh Truyền Mỹ đã mấy độ lộ ra ý tứ không còn ở lâu trên nhân thế của bà ta, chẳng lẽ Mạnh Truyền Mỹ thực sự đã chán ghét thế giới này rồi ư? Kiều Mộng Viện nhìn thấy mẹ kiên quyết như vậy, cũng không dám tiếp tục phản đối, chờ mẹ uống thuốc xong rồi, sau đó lại đút cho bà ta ăn một bát cháo, tuy rằng chỉ ăn chút đồ nhưng Mạnh Truyền Mỹ cũng tựa hồ phải cố hết sức, bà ta thở dốc nếu hai đứa lừa tôi, hôm nay tôi sẽ chết trước mặt hai đứa. Trương đại quan nhân nói, cô Mạnh cứ yên tâm, cháu không bao giờ nói dối, cô ăn no rồi thì dù sao cũng phải cho cháu chút thời gian để cháu ăn đã chứ, thế mới có sức mà cõng cô tới Tây Sơn Tự, cô nói xem có đúng không. Kiều Mộng Viện và Trương Dương đóng cửa phòng rồi đi ra, tới phòng khách, Kiều Mộng Viện không nhịn được lại rơi lệ, cô ta run giọng nói, Trương Dương, tôi luôn cảm thấy mẹ tôi rất không bình thường, bà ấy chắc không phải là. Trương Dương nói, Mộng Viện. Tôi thấy nhất định là phải báo chuyện này về nhà tôi, mẹ cô là bị tâm bệnh. Kiều Mộng Viện rưng rưng, bà ấy đã bị bệnh tới mức này rồi, chẳng lẽ chúng ta còn dẫn bà ấy lên Tây Sơn Tự ư? Trương Dương nói, có lẽ khúc mắc trong lòng bà ấy chính là ở đó, có lẽ chúng ta lần này tới Tây Sơn Tự có thể giúp được bà ấy. Hắn tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất không thấy tình huống của Mạnh Truyền Mỹ khả quan. Kiều Mộng Viện chán nản nói, tôi cũng không biết nên nói với cha tôi như thế nào. Trương Dương nói, thế này đi, để tôi nói. Kiều Trấn Lương nhận được điện thoại của Trương Dương, biểu hiện khá bình tĩnh, thật ra trước khi tình cảm giữa y và Mạnh Truyền Mỹ đi tới mức không thể vãn hồi thì y đã đoán trước được ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Kiều Trấn Lương nói, bệnh của bệnh có nặng hay không? Trương Dương nói, tình huống rất xấu, không đủ dinh dưỡng, hơn nữa còn giống như chúng độc dược mãn tính, có thể là trường kỳ ăn phải độc tố gì đó. Kiều Trấn Lương thở dài, còn cứu được cô ta không? Trương Dương nói, tôi có thể cứu được người của bà ta, nhưng tôi không cứu được tâm của bà ta, tình tự chán đời của cô Mạnh vô cùng nghiêm trọng, tôi lo lắng bà ta sẽ làm ra lựa chọn không sáng suốt. Kiều Trấn Lương trầm mặc rất lâu rồi mới nói, Trương Dương, tôi sẽ tới ngay, trong thời gian này, tôi hy vọng cậu có thể giúp Mộng Viện chiếu cố cô ta. Trương Dương nói, Bộ trưởng Kiều yên tâm, chỉ là tôi cảm thấy áp lực mà Mộng Viện phải gánh cũng rất lớn, ngài có muốn nói chuyện với cô ta không? Kiều Trấn Lương nói, không cần, tôi nếu làm như vậy chỉ tổ gia tăng gánh nặng trong lòng nói, có cậu ở bên cạnh nó là tôi vô cùng yên tâm, tôi sẽ mau chóng xử lý công tác, tranh thủ cố gắng tới Kinh Sơn sớm một chút. Trương Dương thông báo tình huống của Mạnh Truyền Mỹ cho Kiều Trấn Lương, chủ yếu vẫn là cân nhắc từ góc độ của Kiều Mộng Viện, nếu Kiều gia hoàn toàn không biết gì về tình trạng trước mắt của Mạnh Truyền Mỹ, như vậy về sau bất kể xảy ra chuyện gì, tất cả áp lực và trách nhiệm sẽ đổ lên người Kiều Mộng Viện. Bờ vai yếu đuối của Kiều Mộng Viện sao có thể chịu nổi gánh nặng như vậy, Trương Dương nhìn ra Kiều Mộng Viện có lời khó nói, trong đây chắc tồn tại nội tình gì mà cô ta chưa nói ra, từ trên người Kiều Trấn Lương cũng có thể nhìn ra được. Biểu hiện với Kiều Trấn Lương đối với chuyện với Mạnh Truyền Mỹ vô cùng bình tĩnh, không hề biểu hiện ra bất kỳ sự khẩn trương và hoảng loạn nào, cái này có thể là có chút quan hệ tới tu luyện trên quan trường nhiều năm của y, nhưng vẫn không thể giải thích được, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, bọn họ làm vợ chồng mấy chục năm. Nghe nói tình huống của Mạnh Truyền Mỹ nguy kịch như vậy, Kiều Trấn Lương vẫn có thể bảo trì tâm tính bình tĩnh, chỉ có một loại khả năng, giữa vợ chồng bọn họ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Trương Dương không có ý muốn thăm dò bí mật của Kiều gia, hắn chỉ quan tâm tới Kiều Mộng Viện, làm như thế nào để tránh cho Kiều Mộng Viện bởi vì chuyện này mà phải chịu thương tổn. Xe chậm rãi đi trên đường núi ở chân núi phía tây núi Thanh Đài, từ sau khi phía Xuân Dương ra sức khai phá du lịch núi Thanh Đài. Thành phố Kinh Sơn ở bên sườn ngọn núi này cũng đầu tư thêm vào du lịch, sự hợp tác giữa hai bên trong mấy năm nay cũng không nhiều, lại xuất hiện sự bất hòa trong chuyện tranh giành khách, tuyên truyền ra ngoài thì đều là tuyên truyền du lịch núi Thanh Đài nhưng một cái ở chân núi Tây, một cái ở chân núi Đông, báo giá đối với công ty du lịch cũng hỗn loạn,
theo thị trường du lịch núi Thanh Đài sôi nổi lên. Dần dần tệ đoan trùng trùng và cạnh tranh không lành mạnh trên xã hội cùng lặng lẽ kéo tới. Đơn thuần lấy hoàn cảnh sơn thủy ra mà nói, phong cảnh ở bên này so với phía Xuân Dương thì kém hơn, nhưng di tích cổ ở chân núi Tây đơn thuần rất nhiều, nhất là chùa miếu chiếm đa số, cũng thành thánh địa trong lòng không ít đệ tử cửa Phật thành kính. Khi ô tô tới giữa sườn núi thì liền có người dân đương địa dùng xe ba bánh đi tới, bọn họ coi đoàn người của Trương Dương thành khách du lịch tới thăm, những người dân này có thể cung cấp phụ vụ dẫn đường và an bài chỗ ăn chỗ ở. Trương Dương cũng không cần bọn họ dẫn đường, trước đó hắn đã tới nơi này một lần, ô tô chạy đến Lô Gia Lương, đường biến thành càng lúc càng xấu, xe của hắn tuy là một chiếc Việt dã toàn địa hình, nhưng đối mặt với sơn đạo chậm hẹp phía trước thì cũng đành bất lực. Trương Dương chỉ có thể đỗ xe ở trong xã. Ở đây Trương Đại Quan Nhân cũng có bạn, bởi vì Lô Gia Hương là quê của Chu Sơn Hổ, lần này Trương Dương tuy rằng không bảo hắn đi cùng, nhưng sau khi biết mạnh truyền Mỹ nằng nặc đòi tới Tây Sơn Tự, Trương Dương liền gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ đang ở Tân Hải, bảo hắn liên hệ với bằng hữu hỗ trợ dẫn đường. Xe của Trương Dương vừa đỗ lại thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới, hắn liếc một cái liền nhận ra người nọ là Chu Sơn Hà, bạn tốt của Chu Sơn Hổ. Trương Dương mở cửa xe bước xuống, cười nói, Sơn Hà. Chu Sơn Hà cười toét cả miệng, Trương đại ca, hổ tử nói anh sẽ tới, tôi và Sơn Tùng từ sớm đã đợi ở xã rồi. Trương Dương nói, Sơn Tùng đâu? Chu Sơn Hà nói, hắn lái xe ba bánh đợi ở Bắc Lộ Khẩu rồi, chúng tôi mỗi người đi một đường, sợ không thấy được anh. Hắn xoay người chạy nhanh về đường Bắc Lộ Khẩu. Kiều Mộng Viễn lúc này cũng xuống xe, nhìn thấy Trương Dương giao du rộng rãi, ngay cả tới nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có người quen của hắn, không khỏi tấm tắc khen lạ. Trương Dương lúc này mới nói với cô ta rằng Lô Gia Lương vốn chính là quê của Chu Sơn Hổ, nếu sớm biết bọn họ phải đi Tây Sơn Tự, lần này mang cả Chu Sơn Hổ theo rồi. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng xình xịch, Chu Sơn Tùng lái xe ba bánh cùng Chu Sơn Hà quay lại, Chu Sơn Tùng từ xa đã gọi Trương đại ca. Trong đám bạn bè bọn họ, Chu Sơn Hổ là người đi sớm nhất, trong mắt bọn họ Chu Sơn Hổ chẳng khác nào cá chép vượt Long Môn, chẳng những thành nhân viên công vụ của chính phủ. Hơn nữa còn tìm được vợ chưa cưới là con gái của cán bộ cao cấp, lịch sử phát tài của Chu Sơn Hổ ở vùng Lô Gia Lương đã trở thành truyền kỳ, bản nhân hắn cũng thành đối tượng hâm mộ của các thanh niên quê nhà, nhất là Chu Sơn Tùng và Chu Sơn Hà, hai người cơ hồ cùng quen Trương Dương với Chu Sơn Hổ, nhưng hai bọn họ không có được số tốt như Chu Sơn Hổ. Bọn họ quả thực là kính Trương Dương như thần minh, đương nhiên cho dù không có nhân tố khác, người vùng núi vốn chính là thuần phác hiếu khách. Chu Sơn Hà nói, Trương đại ca, anh đỗ xe ở đây đi, đường phía trước hẹp lắm, xe của anh căn bản không đi được. Trương Dương gật đầu, mở cốp sau ra lấy hai tút thuốc Trung Hoa, đưa cho mỗi người bọn họ một tút, lại lấy túi du lịch xuống ném lên xe ba bánh của Chu Sơn Tùng. Cuối cùng mới lên xe cõng mạnh truyền Mỹ xuống, Kiều Mộng Viện dùng thảm lót lên xe ba bánh, Trương Dương đặt mạnh truyền Mỹ xuống, Kiều Mộng Viện ôm mẹ ngồi, Trương Dương lại từ bên trong xe lấy thảm lông ra che cho mạnh truyền Mỹ, tuy rằng đã là tháng tư. Nhưng trên núi gió to, thân thể mạnh truyền Mỹ yếu ớt, sợ bệnh của bà ta càng nặng thêm. Trương Dương cuối cùng lại từ bên trong xe bê ra một thùng rượu rượu Mao Đài đặt ở lên xe ba bánh, lần này tới thôn Tiểu Thạch Hoa, hắn có ý định tìm mấy lão nhân, hỏi chuyện cũ năm xưa. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng rồi, Chu Sơn Tùng mới khởi động xe ba bánh, trong tiếng xình xịch, xe ba bánh đi vào đường núi, mạnh truyền Mỹ dù sao sức khỏe cũng yếu, bất chi bất giác đã tựa vào ngực Kiều Mộng Viện thiếp đi. Trương Dương ngồi ở phía trước, nói với Chu Sơn Hà, Trần Hiệu trưởng còn ở thôn Tiểu Thạch Hoa không? Chu Sơn Hà nói, còn, hắn còn có thể đi đâu được nữa? Chu Sơn Tùng ở bên cạnh nói, Trương đại ca, anh lần này đến thôn Tiểu Thạch Hoa có chuyện gì? Trương Dương nói, tới Tây Sơn Tự dâng hương. Chu Sơn Tùng nói, Tây Sơn Tự ư, sao lại muốn tới đó dâng hương? Vùng Kinh Sơn này, nơi hương khói vượng nhất là Kinh Sơn Thị và Quan Âm Viện. Tây Sơn Tự đó cả năm không thấy được mấy khách hành hương tới. Chu Sơn Hà nói, không thể nói như vậy được, Phật Ngọc của Tây Sơn Tự vẫn luôn rất linh nghiệm. Thời gian trước còn có người quyên một khoản tiền lớn để xây chùa đó. Chương 1710, Tây Sơn Tự 3. Mấy người nói chuyện được một lát thì tới thôn Tiểu Thạch Hoa, mục đích chủ yếu của Trương Dương lần này là cùng mạnh truyền Mỹ tới dâng hương, cho nên không dừng lại ở thôn Tiểu Thạch Hoa. Xe ba bánh đi tới trước trường tiểu học Thạch Hoa thì dừng lại, Tây Sơn Tự ở trên ngọn núi phía bắc trường tiểu học Thạch Hoa, tiếp theo chỉ có thể đi bộ, theo ý của Chu Sơn Tùng và Chu Sơn Hà là muốn mời Trương Dương ăn bữa cơm rồi đi,
Trương Dương từ chối hảo ý của bọn họ, khăng khăng muốn lên núi. Chu Sơn Tùng và Chu Sơn Hà thương lượng một chút, quyết định để Chu Sơn Hà dẫn đường, dẫn bọn Trương Dương tới Tây Sơn Tự, Chu Sơn Tùng ở nhà chuẩn bị, chờ bọn Trương Dương sau khi xuống núi thì ở lại ăn cơm. Trương Dương gọi Chu Sơn Tùng sang một bên, nhờ hắn một chuyện, bảo Chu Sơn Tùng giúp vào trong thôn hỏi xem có ai tên là Trương Giải Phóng chôn ở chỗ này hay không, nếu quả thực có người đó thì hỏi xem mộ của Trương Giải Phóng ở đâu. Đương nhiên tất cả đều là tiến hành lặng lẽ, Trương Đại Quan Nhân tất nhiên sẽ không nói Trương Giải Phóng là cha ruột của hắn. Chu Sơn Hà đi trước dẫn đường, Trương Dương cõng Mạnh Truyền Mỹ, Kiều Mộng Viện ở bên cạnh hắn, bốn người tiến về phía Tây Sơn Tự. Sơn đạo vô cùng hiểm trở, nhưng điều này đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói thì không hề có gì khó khăn, cõng Mạnh Truyền Mỹ dọc theo đường đi lên núi, khi tới lưng chừng núi, Kiều Mộng Viện sợ hắn mệt mỏi, đề xuất nghỉ ngơi một chút. Trương Dương lúc này mới đỡ Mạnh Truyền Mỹ xuống, Mạnh Truyền Mỹ từ lúc tới đây bắt đầu biến thành trầm mặc ít nói, không muốn giao lưu với người khác. Kiều Mộng Viện đưa cho Trương Dương một chai nước khoáng, Trương Dương uống mấy ngụm, nhìn thì như rất bình thường đưa cho cô ta, cô cũng uống đi. Mặt Kiều Mộng Viện nóng lên, trong lòng lập tức minh bạch thằng cha này dụng tâm hiểm ác, nhưng Kiều Mộng Viện không hề cự tuyệt, tiếp lấy chai nước do Trương Dương đưa, uống mấy ngụm, mặt ửng hồng. Cũng mau hai người bọn họ cách Mạnh Truyền Mỹ và Chu Sơn Hà khá xa, không bị bọn họ nhìn thấy. Trương Đại Quan Nhân cười xấu xa, có thể khiến Kiều Mộng Viện cam tâm tình nguyện nếm nước miếng của mình cũng là một chuyện vui, suy nghĩ của thằng cha này ít nhiều có chút biến thái. Kiều Mộng Viện thừa dịp những người khác không chú ý, nhỏ giọng gắt anh đều lắm. Trong thanh âm của cô ta không hề có thành phần tức giận, mà là lộ ra vẻ xấu hổ. Tâm lý của con gái luôn rất khó nghiền ngẫm. Đổi thành người khác bức cô ta làm như vậy Kiều Mộng Viện đã sớm tát cho một cái rồi, nhưng là Trương Dương, thành phần vui sướng trong lòng cô ta lại là nhiều hơn một chút, cô ta bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù là Trương Dương bảo cô ta làm bất kỳ chuyện gì cô ta cũng sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ này khiến Kiều Mộng Viện thẹn thùng và sợ hãi, cô ta cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn bị Trương Dương thống trị, cái này hình như cũng không phải là chuyện tốt gì. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Tây Sơn Tự trên núi, gạch đỏ ngói xanh. Lờ mờ lộ ra một góc trong núi rừng xanh mướt, xem ra để tới nơi vẫn cần một đoạn thời gian nữa. Trương Dương nói, tiếp tục đi thôi. Kiều Mộng Viện gật đầu, trở lại bên cạnh mẹ hỏi bà ta cảm thấy thế nào. Mạnh Truyền Mỹ chỉ thản nhiên nói tôi không sao, sau đó không thèm nhắc lại. Trương Dương cõng Mạnh Truyền Mỹ tiếp tục đi lên núi, Chu Sơn Hà mặc dù có ý muốn thay hắn, nhưng lại bị Trương Dương cự tuyệt. Có người thể lực dư thừa như Trương Đại Quan Nhân làm đảm bảo. Trước 12 giờ trưa bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi đến Tây Sơn Tự, nhìn gần thì Tây Sơn Tự lộ ra vẻ đổ nát, ngôi chùa này đã lâu rồi chưa được tu sửa, sơn trên tường đã loang lổ, khóa đồng trên cửa lớn cũng rỉ sét. Bọn họ đi vào từ cửa lớn, nhìn thấy trong viện cũng được quét dọn sạch sẽ, có một tiểu sa di đang quét dọn trước Thiên Vương Điện, đây là đệ tử vừa thu của Tế Thiện Hòa Thượng, cả tòa Tây Sơn Tự cũng chỉ có hai thầy trò bọn họ. Chu Sơn Hà và tiểu sa di quen nhau. Hắn cười nói, Vũ Quang sư phó, phương trưởng đâu? Tiểu sa di cười cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc, sư phụ tôi ăn cơm ở hậu viện. Chu Sơn Hà nói, hắn thì ăn cơm, còn bắt cậu ở đây làm việc, đúng là bắt nạt người ta. Một giọng nói vang lên, Chu thí chủ, sao thích nói xấu ở sau lưng bần tăng vậy? Tế Thiện bưng một khay cơm nhỏ đi ra, vừa đi vừa ăn mì sợi, Tế Thiện người béo, sức ăn khỏe, nhìn thấy Trương Dương, ánh mắt y sáng ngời. Đạo tặc lúc trước từ Tây Sơn Tự cướp Phật Ngọc đi, đánh y bị thương, may mà Trương Dương nối khớp xương lại cho y, ấn tượng của Tế Thiện đối với Trương Dương vẫn khá sâu sắc. Tế Thiện kinh hỉ nói, Trương thí chủ, sao lại là ngài? Tế Thiện gật đầu, đặt bát cơm xuống, dùng tay áo lau miệng, tới trước mặt Trương Dương hai tay hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Mạnh Truyền Mỹ đang im lặng chợt lên tiếng, dẫn tôi tới Ngọc Phật Điện. Tế Thiện nhìn thấy Mạnh Truyền Mỹ. Sắc mặt lộ ra vẻ mê man, rồi lập tức đăm chiêu. Tuy biến hóa của vẻ mặt chỉ lướt qua, nhưng vẫn bị Trương Dương chuẩn xác bắt được. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tế Thiện trước đây đã gặp Mạnh Truyền Mỹ? Tế Thiện cúi đầu dẫn đường cho bọn họ. Trương Dương cõng Mạnh Truyền Mỹ tới Ngọc Phật Điện, Mạnh Truyền Mỹ bảo Trương Dương đặt bà ta trên bổ đoán, sau đó nói khẽ, mấy người ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Trương Đại Quan Nhân và Kiều Mộng Viện nhìn nhau. Nói thật lòng, hai người đều không yên tâm để Mạnh Truyền Mỹ một mình ở đây, với tình tự hiện tại của bà ta, ở một mình hình như không ổn lắm.
Kiều Mộng Viện nói, mẹ, hay là con ở với mẹ? Giọng nói của Mạnh Truyền Mỹ đột nhiên trở nên thê lương, không cần, lời tôi chẳng lẽ cô không nghe rõ? Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Kiều Mộng Viện, bọn họ và Tế Thiện cùng nhau ra ngoài, Trương Đại Quan Nhân sở dĩ dám để Mạnh Truyền Mỹ một mình ở lại chỗ này là vì hắn có lòng tin cường đại với võ công của mình. Kiều Mộng Viện và Tế Thiện ra ngoài cửa, Trương Dương thì lặng lẽ lách vào, hắn ra hiệu cho Kiều Mộng Viện chớ có lên tiếng, lại xua tay với cô ta, Kiều Mộng Viện minh bạch ý tứ của hắn, nói khẽ, mẹ, chúng con ra đây. Mạnh Truyền Mỹ ừ một tiếng, nói khẽ, giúp tôi đóng cửa lại. Tế Thiện vươn tay ra đóng cửa đại điện, Mạnh Truyền Mỹ xoay người nhìn về phía sau, sau đó nhìn chung quanh, thị lực của bà ta vốn đã không tốt, hơn nữa trong Ngọc Phật Điện khá tối, căn bản không cảm nhận được Trương Dương đã đi rồi quay lại. Thật ra Trương Dương đi rồi quay lại cũng không phải là muốn nghe lén nhìn trộm gì cả, hắn là không yên tâm Mạnh Truyền Mỹ. Trước mắt tình trạng tinh thần của Mạnh Truyền Mỹ rất không ổn định, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có hối cũng không kịp. Mục đích Trương Đại Quan Nhân ở lại là để bảo đảm Mạnh Truyền Mỹ không có gì bất ngờ xảy ra. Miệng Mạnh Truyền Mỹ tụng khẽ kinh Phật, sau khi cửa điện đóng lại, ánh sáng trong Ngọc Phật Điện càng thêm ảm đạm. Mạnh Truyền Mỹ niệm kinh Phật trong chốc lát rồi muốn đứng dậy, đáng tiếc sức khỏe quá yếu, hai chân căn bản không thể chống đỡ nổi trọng lượng, dầm một cái ngã xuống, chán nện mạnh xuống đất, không ngờ đến rách cả da đầu, Trương Đại Quan Nhân thiếu chút nữa thì lao ra đỡ bà ta dậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Mạnh Truyền Mỹ chắc chỉ rách ra một chút, không có gì trở ngại. Quả nhiên bà ta không sao, bà ta lảo đảo đi tới chỗ tượng Phật, tới trước bàn thờ hai tay tóm lấy bàn thờ dùng sức chống một cái, không ngờ đứng dậy được. Trương Đại Quan Nhân nhìn mà ra đầu ngứa ran, tín ngưỡng quả nhiên có lực lượng tinh thần thần kỳ. Mạnh Truyền Mỹ dưới sự giúp sức có loại lực lượng tinh thần này không ngờ có thể đứng dậy. Rất nhiều lúc lực lượng tinh thần so với y thuật của hắn còn hữu hiệu hơn. Thân hình gầy yếu của Mạnh Truyền Mỹ tựa vào bàn thờ, không chịu được mà run rẩy, bà ta ngẩng đầu lên, hai mắt lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ mơ hồ hồ của Phật Ngọc, Mạnh Truyền Mỹ nói khẽ, tôi bị anh hại cả đời. Lúc trước anh nếu đã từ bỏ tôi, vì sao lại muốn tới tìm tôi? Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây thì trong lòng không khỏi ngẩn ra, hôm nay 10 phần có 9 là phải nghe thấy những lời vốn không nên nghe rồi. Trương Đại Quan Nhân cũng hiểu rõ đạo lý phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe. Nhưng chuyện giữa Mạnh Truyền Mỹ và Kiều Trấn Lương khiến hắn thật sự là rất hiếu kỳ, cho nên Trương Đại Quan Nhân hôm nay dứt khoát thôi thì vô sỉ một lần. Mạnh Truyền Mỹ nhìn lên Phật Ngọc cao cao tại thượng, trong mắt lộ ra ánh sáng cừu hận, tôi tín nhiệm anh như vậy, anh lại nhẫn tâm lừa gạt tôi, nếu đã rời khỏi, thì vì sao lại muốn về tìm tôi? Vì sao muốn lưu lại đứa con gái này cho tôi? Trương Đại Quan Nhân nghe mà sợ nổi da gà, người mà Mạnh Truyền Mỹ đang nói chẳng lẽ là Kiều Trấn Lương? Nhưng bà ta nếu nói với Kiều Trấn Lương thì việc gì phải chạy tới Tây Sơn tự xa xôi này. Chuyện này có vẻ không hợp lý, huống chi một câu cuối cùng của Mạnh Truyền Mỹ nói vì sao lưu lại cho tôi đứa con gái này, bà ta còn có con trai mà. Nếu là Kiều Trấn Lương, vậy thì nên tính cả Kiều Bằng Cử chứ, Trương Đại Quan Nhân đoán một khả năng đáng sợ, chẳng lẽ Kiều Mộng Viện không phải là con gái ruột của Kiều Trấn Lương. Lại liên tưởng tới biến cố gần đây của Kiều gia, Mạnh Truyền Mỹ xuất gia, Kiều Mộng Viện nản lòng thoái chí. Thậm chí vứt bỏ hết sinh ý, thì ra tất cả những chuyện này cũng không phải là ngẫu nhiên, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy thiên lôi oanh đỉnh, thì ra Bộ trưởng Kiều lại bi thương tới vậy, ngoài mặt thì phong quang nhưng không ngờ lại bị Mạnh Truyền Mỹ cắm sừng. Dưới tình trạng này, Kiều Trấn Lương vẫn có thể bảo trì trấn định, tố chất tâm lý này quả thật là quá cường đại. Mạnh Truyền Mỹ nói, anh không nghe thấy, nhưng Phật Tổ nghe thấy. Lúc trước chúng ta quỳ gối trước mặt Phật Tổ, anh đã nói gì hả? Chương 1711, người chết như đèn tắt một. Trong đại điện không có ai trả lời, giọng nói của Mạnh Truyền Mỹ vốn đã mỏng manh, hơn nữa bà ta cố ý nén giọng, cho dù là trong điện người cũng không thể nghe rõ, cũng may võ công của Trương Đại Quan Nhân hơn người, thính lực siêu cường cho nên mới nghe được rõ ràng, muội. Mạnh Truyền Mỹ nói, anh đã quên tất cả, anh đã quên những lời anh nói với tôi năm đó, anh đã quên lời anh hứa với tôi. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ trong lòng, người mà Mạnh Truyền Mỹ nói rốt cuộc là ai? 10 phần có 9 là cha thân sinh của Kiều Mộng Viện, tính tuổi của Mạnh Truyền Mỹ, Trương Đại Quan Nhân lui về sau 30 năm, Mạnh Truyền Mỹ lúc đó còn rất trẻ, với xuất thân của Mạnh Truyền Mỹ, không thể chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc như thôn Tiểu Thạch Hoa này để tìm một thôn dân bình thường, khả năng lớn nhất chính là đến tìm thanh niên trí thức nơi này. Trương Đại Quan Nhân nhớ tới bức ảnh có được từ tay Tô Viện Viện năm đó,
Trên ảnh là bức hình chụp 8 người, trong đó có Hứa Thường Đức, Trần Thiên Trọng, Vương Quân Giao, Thẩm Tĩnh Hiền, Đồng Đức Chí, Trần Ái Quốc, còn có 2 người thân phận không rõ. Trong đó quan hệ giữa Thẩm Tĩnh Hiền, Vương Quân Giao và Hứa Thường Đức rất phức tạp, giữa Trần Thiên Trọng và Thẩm Tĩnh Hiền từng có tình yêu, nhưng Mạnh Truyền Mỹ căn bản không có trong đội này, bà ta rốt cuộc có tình cảm với ai? Trương Đại Quan Nhân càng nghĩ càng mơ hồ. Mạnh Truyền Mỹ lúc này nằm dưới tượng Phật, miệng lẩm bẩm tụng kinh Phật. Qua chừng hơn 20 phút thì bà ta vẫn nằm úp ở đó như nhập định. Kiều Mộng Viện cuối cùng cũng không nhịn được, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của mẹ thì trong lòng cũng cả kinh. Trương Đại Quan Nhân lặng lẽ từ bên cạnh lắc mình ra. Về phần những gì hắn nghe thấy, đương nhiên sẽ không lộ ra. Kiều Mộng Viện ôm lấy thân thể mẹ, đau lòng nói, mẹ, mẹ sao phải vậy? Mẹ rốt cuộc là bị sao vậy? Mạnh Truyền Mỹ nói khẽ, tôi không sao, tôi không sao. Đã nói là để tôi yên, mấy người không thể để tôi yên tĩnh được một chút ư? Kiều Mộng Viện nói, không, mẹ nếu muốn quỳ thì con sẽ quỳ cũng mẹ, mẹ nếu tụng kinh thì con sẽ tụng kinh cùng mẹ, từ giờ trở đi mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ làm gì, con làm đó. Trương Đại Quan Nhân nghe mà thầm kinh hãi, chẳng lẽ Mạnh Truyền Mỹ làm ni cô, Kiều Mộng Viện cũng phải làm ni cô theo ư? Nếu thật sự là vậy thì khổ mình rồi, đi theo sau mông Kiều Mộng Viện lâu như vậy, cuối cùng người ta xuất ra, cái đó. Vậy không phải là bức mình sau này phải bất kính với Phật Tổ ư? Tư duy của Trương Đại Quan Nhân cũng rộng không phải bình thường. Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi đã xuất ra rồi, sớm đã cắt đứt ràng buộc của thế tục này, cô việc gì phải vậy? Kiều Mộng Viện không nói gì, vẫn quỳ ở bên cạnh, tính tình của cô ta ngoài mềm trong cứng, chuyện đã quyết định tất nhiên sẽ không thay đổi. Mạnh Truyền Mỹ nhìn thấy con gái kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể mặc cô ta. Trương Dương tới ngoài Ngọc Phật Điện, nhìn thấy Đại Hòa Thượng Tế Thiện đứng cạnh Lư Hương, Trương Dương đi tới, mỉm cười nói, Tế Thiện, vẫn khỏe chứ? Tế Thiện niệm Phật hiệu rồi nói, đa tạ Trương Thí Chủ trưởng nghĩa cứu giúp, Bần Tăng vẫn luôn muốn tìm cơ hội để biểu đạt lòng biết ơn với Trương Thí Chủ. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Trương Dương cười nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thế này chứng tỏ tôi và đại sư có duyên. Hắn xoay người lại nhìn thoáng qua Ngọc Phật Điện, nói khẽ, đại sư trước đây đã từng gặp Mạnh thí chủ này chưa? Tế Thiện nói, hình như đã gặp rồi. Nhưng tôi nghĩ không ra là gặp ở đâu, có lẽ là tôi nhìn lầm rồi, trong thiên hạ người giống nhau thực sự có nhiều lắm. Trương Đại Quan Nhân lưu ý vẻ mặt với Tế Thiện, cảm thấy Tế Thiện chắc không nói dối. Trương Dương nói, đại sư cảm thấy bà ta giống ai? Tế Thiện cười nói, trên đời này người giống nhau thật sự quá nhiều, tôi nghĩ không ra. Lời nói của y bị tiếng chuông di động làm gián đoạn. Di động của Trương Dương đổ chuông, hắn cười cười với Tế Thiện, đi sang một bên nhấc máy, điện thoại là Lâm Tú gọi tới, tín hiệu trong núi không tốt lắm, Trương Đại Quan Nhân nghe được đứt quãng, alo rõ lâu, đổi mấy vị trí mới nghe được Lâm Tú nói gì. Lâm Tú nói, Trương Dương, kết quả xét nghiệm máu của Mạnh Truyền Mỹ đã có rồi. Cô ta có thể là bị bệnh phóng xạ. Gì cơ, Trương Đại Quan Nhân lớn tiếng hỏi. Bệnh phóng xạ, chính là trường kỳ tiếp xúc với nguyên tố phóng xạ, cho nên tạo thành tổn hại mãn tính tới thân thể của cô ta. Trương Dương nhíu mày, chuyện này có chút quá mức ly kỳ, Mạnh Truyền Mỹ sao lại tiếp xúc với vật chất phóng xạ. Lâm Tú nói, bác sĩ đề nghị cô ta tốt nhất đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Trương Dương gật đầu nói, được, tôi sẽ mau chóng an bài. Hắn lại nói cảm ơn Lâm Tú rồi mới gác máy. Lúc này trên bầu trời hiện lên một đạo điện quang, sau đó là tiếng ầm ầm, Trương Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không trung u ấm, chắc là sắp có bão rồi. Mạnh Truyền Mỹ cuối cùng cũng tụng kinh xong, Kiều Mộng Viện gọi Trương Dương tới, bảo hắn giúp đỡ Mạnh Truyền Mỹ dậy, hai người dìu Mạnh Truyền Mỹ ra. Mạnh Truyền Mỹ thì thầm vài câu với Kiều Mộng Viện gật đầu, thì ra Mạnh Truyền Mỹ muốn đi tiểu, Trương Đại Quan Nhân tất nhiên không tiện ở lại. Kiều Mộng Viện đỡ mẹ tới bên trong rừng cây phía sau Tây Sơn Tự. Trương Đại Quan Nhân đợi ở cửa sau, được một lát thì thấy trời đổ mưa, Trương Dương thầm kêu không ổn, bọn họ không mang ô, giờ chỉ sợ là bị ướt rồi, mưa trong nháy mắt đã to lên. Trương Đại Quan Nhân thầm kêu khổ, chẳng lẽ là Mạnh Truyền Mỹ tiểu ở gần chùa miếu chọc giận lão Phật gia ư, cho nên đặc biệt đổ mưa trừng phạt bà ta. Trương Đại Quan Nhân đứng dưới hiên chú mưa, có chút sốt ruột chờ đợi. Bỗng nhiên nghe thấy trong rừng cây truyền đến một tiếng thét chói tai, giọng nói đó là của Kiều Mộng Viện. Trương Đại Quan Nhân biến sắc, lập tức cũng không tị hiềm gì nữa, nhanh chóng lao về phía phát ra tiếng hét.
Kiều Mộng Viện đang nằm gần vách núi, tóc tán loạn, quần áo trên người bị mưa làm ướt, chung quanh không thấy bóng dáng của Mạnh Truyền Mỹ. Trương đại quan nhân lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra, một tay tóm lấy Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện cực kỳ bi thương nói, mẹ tôi. Mẹ tôi từ nơi này nhảy xuống. Trương Dương đưa mắt nhìn xuống phía dưới, liền thấy vách núi trong màn mưa căn bản là không thể nhìn được thấy đáy. Nếu Mạnh Truyền Mỹ từ nơi này nhảy xuống, khẳng định giữ nhiều lành ít. Trương đại quan nhân có chút buồn bực, Mạnh Truyền Mỹ ngay cả đứng dậy cũng không nổi, lấy đâu ra sức mà nhảy. Chẳng lẽ cho tới giờ bà ta vẫn đang giả vờ. Kiều Mộng Viện khóc vô cùng thương tâm, trong tay cô ta còn cầm Phật châu của mẹ. Cô ta buồn bã nói, tôi phải đi tìm mẹ tôi. Tôi phải đi tìm bà ấy. Trương đại quan nhân kéo cô ta lại, ôm vào lòng. Kiều Mộng Viện cực kỳ bi ai, cắn một cái vào ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân hít một hơi lạnh, phát cắn này của Kiều Mộng Viện suýt nữa thì cắn đứt một miếng thịt ở ngực hắn. Trương Dương nhịn đau ôm Kiều Mộng Viện, mưa càng lúc càng to, quần áo trên người hai người ướt nhẹp. Tế Thiện và Chu Sơn Hà nghe tin chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều chấn động. Vách núi ở rừng cây phía sau Tây Sơn tự tên là Vong Trần Nhai, rất ít người biết trong rừng có một vách núi như vậy, Mạnh Truyền Mỹ làm sao mà biết được. Trong mắt Trương đại quan nhân, chuyện trước mắt là Mạnh Truyền Mỹ đã lên kế hoạch từ trước, bà ta kiên trì đòi tới Tây Sơn tự này mục đích chính là kể ra tâm sự trước Ngọc Phật. Sau khi giải quyết xong tâm nguyện, hoàn thành chuyện này, bà ta sẽ lấy cớ đi tiểu, đoán chắc Trương Dương không thể đi theo, sau đó thừa dịp Kiều Mộng Viện không để ý, từ Vong Trần Nhai thượng nhảy xuống. Kiều Mộng Viện khóc đến hôn mê bất tỉnh, Trương Dương ôm cô ta trở lại trong Tây Sơn Tự, Tế Thiện an bài một gian thiện phòng cho bọn họ, Trương Dương bất kể là như thế nào cũng không ngờ lại có kết cục là như vậy, nếu biết trước như vậy, hắn nói sao cũng sẽ không đáp ứng tới Tây Sơn Tự. Trương Dương dùng nội lực hong khô quần áo trên người Kiều Mộng Viện, điểm huyệt ngủ của cô ta, đặt cô ta ở trên giường, nhìn Kiều Mộng Viện mặt đầm đìa nước mắt, trong lòng Trương đại quan nhân cũng thổn thức không thôi. Rời khỏi thiện phòng. Tế Thiện đi tới hắn hai tay y hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, Trương Thí Chủ, tôi bỗng nhiên nhớ ra, vị Mạnh Thí Chủ vừa rồi trước đây chắc đã tới nơi này. Trương Dương gật đầu, chuyện này không cần phải nói hắn cũng đoán được. Tế Thiện nói, đại khái là 30 năm trước, khi đó đúng vào lúc loạn nhất, một nhóm người trẻ tuổi của thôn Tiểu Thạch Hoa tụ tập đứng lên mà phá tứ cựu, bọn họ muốn đập Ngọc Phật, đốt Tây Sơn Tự, sư phụ tội bởi vì ngăn cản bọn họ mà bị đánh thành trọng thương, lúc ấy tôi còn trẻ. Tính tình xung động, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền từ trong phòng bếp cầm một con dao ra muốn liều mạng với đám người này. Đúng lúc này, một đám thanh niên trí thức từ dưới núi lên đây, bọn họ thuyết phục đám người trẻ tuổi đó, tôi nhớ rõ lúc ấy có người nói một câu, phóng hạ đồ đao, chẳng những là bảo tôi, cũng bảo cả đám người trẻ tuổi đó, cuối cùng cũng ngăn được hành vi hủy miếu này. Chương 1712, người chết như đèn tắt hai. Tế Thiện dừng lại lấy hơi rồi nói. Về sau tôi và một người trong đó kết thành bằng hữu, hắn có nghiên cứu rất sâu đối với Phật học, thường xuyên tới đây đàm luận kinh Phật với sư phụ tôi, ngộ tính của hắn ngay cả sư phụ tôi cũng tự thẹn không bằng. Trương Dương nói, đại sư còn nhớ tên của hắn không? Tế Thiện nhíu mày, thời gian qua lâu lắm rồi. Lúc này Chu Sơn Hà và Tiểu Sa Di cùng nhau chạy tới, hai người vừa rồi ở trong rừng cây tìm một thời gian, không tìm được bóng dáng của Mạnh Truyền Mỹ, chắc Mạnh Truyền Mỹ quả thực nhảy núi rồi. Trương Dương giao Kiều Mộng Viện cho Tế Thiện chiếu cố, hắn quyết định xuống Vong Trần Nhai tìm kiếm Mạnh Truyền Mỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tế Thiện thấy hắn kiên trì đội mưa mà đi, liền bảo cho bọn họ dẫn đường cho bọn họ, từ đường núi bên cạnh vòng xuống đáy cốc để tìm kiếm. Tiểu Sa Di Vũ Quang dẫn Trương Dương và Chu Sơn Hà tới dưới Vong Trần Nhai, phía dưới sơn cốc bên dưới tên là Vong Trần Cốc, bởi vì trời mưa, sơn đạo khó đi, nhiều chỗ bị ứ nước, khi lòng vòng đi xuống tới đáy cốc thì trời mưa càng to. Ba người phân công nhau đi tìm kiếm đáy cốc hơn 10 phút cũng không tìm được Mạnh Truyền Mỹ, cuối cùng vẫn là Tiểu Sa Di Vũ Quang phát hiện ra, trên đỉnh đầu có tiếng kên kên kêu, hắn chỉ về phía trước, kên kên có phải là tìm được thực vật không? Trương Dương nheo lại mắt nhìn vách núi bị mưa bụi bao phủ bên trên, hít sâu một hơi rồi dọc theo vách núi bỏ lên. Năng lực leo trèo siêu cường của Trương Đại Quan Nhân khiến hai người còn lại nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, thoáng cái đã thấy thân thể Trương Dương biến mất trong mưa bụi. Trương Dương cách đáy cốc chừng 30 thước thì nhìn thấy thi thể của Mạnh Truyền Mỹ, bà ta nằm trên một tảng đá nhổ lên, chung quanh đều là máu tươi, thế chết vô cùng khủng bố, hiển nhiên là từ trên vách núi lao thẳng xuống, đập vào đá rồi chết. Hai con kên kên đang bay quanh trên thi thể của bà ta, tùy thời chuẩn bị lao xuống,
Trương đại quan nhân nhìn thấy thi thể của Mạnh Truyền Mỹ, trong nhất thời rất buồn bã, hắn cầm hai cục đá lên, dồn nội lực rồi bắn ra, hai cung đá giống như mũi tên rời cung, bốp bốp hai tiếng, chuẩn xác bắn trúng người hai con kên kên, hai con kên kên hét lên rồi ngã thẳng xuống. Trương Dương tới trước mặt Mạnh Truyền Mỹ, nhìn thấy mắt bà ta vẫn trợn trừng, hắn mím môi, vươn tay ra vuốt mắt cho bà ta. Yêu ai yêu cả đường đi, tình cảm của Trương Dương đối với Kiều Mộng Viện rất sâu đậm, nhìn thấy kết cục của mẹ cô ta như vậy, trong lòng tất nhiên là rất buồn bã. Hắn nói khẽ, cô Mạnh, cô việc gì phải vậy? Sinh mệnh của Mạnh Truyền Mỹ đã sớm thoát ly khỏi thể xác của bà ta, không thể đáp lại Trương Dương. Trương Dương cõng thi thể của Mạnh Truyền Mỹ lên người, dùng dây mang theo buộc lại, sau đó dọc theo vách núi chậm rãi xuống. Tới đáy cốc, Vũ Quang và Chu Sơn Hà đều lo lắng không thôi, bọn họ vừa nhìn thấy hai con kên kên từ trên không trung lao xuống thì giật nảy mình, còn tưởng rằng Trương Dương ngã khỏi vách núi, nhìn thấy Trương Dương bình an trở về, hai người đều kinh hỉ vô cùng, nhưng nhìn thấy thi thể máu chảy đầm đìa phía sau Trương Dương, nụ cười trên mặt hai người lập tức biến mất, Tiểu Sa Di Vũ Quang luôn miệng hô thiện, thấp giọng tụng kinh siêu độ cho Mạnh Truyền Mỹ. Trương Dương cõng thi thể của Mạnh Truyền Mỹ về tới Tây Sơn Tự. Tế Thiện tìm một gian phòng tạm thời an trí thi thể của Mạnh Truyền Mỹ. Trên người Trương Dương dính đầy máu tươi, nhìn khuôn mặt đã mất đi ánh sáng sinh mệnh của Mạnh Truyền Mỹ, trong nhất thời không biết nên làm thế nào, chắn chắn Kiều Mộng Viện sau khi tỉnh lại sẽ rất bi thương, hắn nên an ủi cô ta như thế nào đây? Tế Thiện và Tiểu Sa Di tới siêu độ cho Mạnh Truyền Mỹ. Trương Dương lòng tràn đầy buồn bực rời khỏi thiện phòng. Đi vào trong màn mưa to mù mịt, mượn cơn mưa này đã khiến đầu óc bình tĩnh lại một chút. Cái chết của Mạnh Truyền Mỹ tuyệt đối không phải là kết cục, mà là sự bắt đầu của một chuyện, cái chết của bà ta đã hất lên chuyện xưa bị phủ bụi, năm đó bà ta rốt cuộc yêu nhau với ai? Vì sao mà chia tay? Bà ta vì sao phải phản bội Kiều Trấn Lương? Cha thân sinh của Kiều Mộng Viện rốt cuộc là ai? Mạnh Truyền Mỹ mang theo quá nhiều bí mật rời đi. Những bí mật này có thể theo cái chết của bà ta mà vĩnh viễn bị chôn sâu dưới đất hay không? Tế Thiện vẫn còn có ấn tượng về tình cảnh năm đó, vừa rồi y vẫn chưa nói xong, nhưng muốn nói lại thôi, Trương Dương nhìn ra được trong lòng y chắc có ẩn tình, bên trong thiện phòng truyền đến tiếng siêu độ, Trương đại quan nhân bùi ngùi thở dài, Chu Sơn Hà nhìn thấy hắn đứng trong mưa, vội vàng cầm cái ô vải dầu tới che mưa cho Trương Dương lắc đầu, không cần. Dù sao trên người cũng ướt cả rồi. Xảy ra loại chuyện này, chẳng ai còn tâm tình tốt được, Chu Sơn Hà tuy rằng không biết Mạnh Truyền Mỹ, nhưng thấy một người đang sống sờ sờ lại ra đi, trong lòng cũng rất chua xót, hắn nói khẽ, nén bi thương thuận biến. Một câu làm Trương Dương bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Kiều Mộng Viện lúc này vẫn còn đang mê man, hắn tới thiện phòng của Kiều Mộng Viện, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Kiều Mộng Viện vẫn nằm ở đó, nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa khô, Trương Dương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Viện. Cầm bàn tay lạnh như băng của cô ta, trong lòng thương xót không thôi, nếu Kiều Mộng Viện tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng chết thảm của mẹ, không biết sẽ đau khổ tới thế nào. Trương Dương cầm di động của mình ở trên bàn lên, nhìn thấy có mấy cú gọi nhỡ, hắn ổn định tình tự một chút, tìm số điện thoại của Kiều Trấn Lương, gọi tới, hắn phải thông chi với Kiều Trấn Lương rằng Mạnh Truyền Mỹ đã chết. Kiều Trấn Lương khi nghe thấy tin dữ thì lập tức trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói cô ta là nhảy xuống núi mà chết ư. Trương Dương nói, đều do tôi sơ sẩy, không đoán trước bà ta sẽ lựa chọn như vậy. Kiều Trấn Lương thở dài, giọng nói của y trầm thấp và bi thương, Trương Dương. Mộng Viện như thế nào rồi? Trương Dương nói, tôi điểm huyệt đạo của cô ta để cô ta tạm thời ngủ, tôi sợ cô ta nhìn thấy thi thể của cô Mạnh thì tinh thần sụp đổ mất. Kiều Trấn Lương lại trầm mặc, y đang lặng lẽ tiêu hóa tin dữ đột nhiên ập tới này. Trương Dương nói, bác Kiều, nén bi thương thuận biến. Kiều Trấn Lương thấp giọng nói cảm ơn, sau đó bảo, Trương Dương, tôi sẽ mau chóng đến Kinh Sơn xử lý hậu sự, còn nữa. Nhất định phải chiếu cố Mộng Viện, nhất định phải chiếu cố con gái của tôi. Nghe thấy Trương Dương đáp ứng, Kiều Trấn Lương mới gác điện thoại, đầu y cúi thấp, tay trái liên tục gõ vào trán. Sau khi làm mấy chục lần, Kiều Trấn Lương mới chấn định lại, y tập tễnh đi ra cửa, tới phòng cha, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Kiều lão nhìn thấy bộ dạng của con trai thì bất giác có chút kinh ngạc, ông ta tháo kính lão xuống, bỏ tờ báo trong tay ra, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mặt của anh sao khó coi thế? Kiều Trấn Lương tới trước mặt cha, cầm tay cha, người y đang không ngừng run run, cha, chấm CSA. Kiều lão dùng sức nắm chặt tay y, giúp y chấn định lại.
Kiều Trấn Lương tràn ngập bi thương nói, truyền mỹ, cô ta. Cô ta, một loại bi thương khó có thể hình dung nghẹn ở cổ họng y. Kiều Trấn Lương không ngờ nói không ra lời. Kiều lão nói, cô ta làm sao? Một loại dự cảm xấu bao phủ trong lòng ông ta. Cô ta nhảy núi. Khóe môi Kiều lão giật giật, tình tự bi thương trong lòng nhanh chóng lan ra, ông ta lắc đầu, cơ hồ không thể tin vào sự thực, nhưng Kiều lão rất nhanh liền minh bạch, tất cả đã xảy ra thật rồi, con trai sẽ không đem loại chuyện này ra để nói đùa với mình, con dâu đã chết, Kiều lão nói, lập tức tới đó, nhất định phải xử lý tốt chuyện này, bên Mạnh gia tôi sẽ câu thông với bọn họ. Kiều Trấn Lương nói, con lo lắng Mộng Viện. Kiều lão nhìn thẳng vào hai mắt con trai, trong cái nhà này, tôi tuyệt không cho phép lại có người gặp chuyện không may, anh là chồng là cha, anh phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Kiều Trấn Lương không ngừng gật đầu, mắt đã đỏ lựng lên. Kiều lão nói, thông chi cho Bằng Cử lập tức về nước cho tôi, đúng rồi, bảo hai vợ chồng Trấn Hồng đi cùng anh, Bằng Phi cũng đi. Kiều Trấn Lương nói, con đã dẫn Bằng Phi tới đó, bên đó có Trương Dương tạm thời chiếu cố cho Mộng Viện rồi, chắc là không sao. Kiều lão đứng lên, Trương Dương cũng ở đó. Nó vì sao không ngăn cản chuyện này? Nói xong câu đó Kiều lão cũng lại thở dài, đây là số mệnh. Trương Dương cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giải khai huyệt đạo cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện sau khi tỉnh lại, đầu tiên là gọi mẹ. Cô ta nhìn thấy Trương Dương, nhìn thấy vết máu trên người Trương Dương, Kiều Mộng Viện tựa hồ minh bạch gì đó. Cô ta giãy giụa đi xuống giường, phóng ra bên ngoài, Trương Dương giữ chặt cô ta lại, Mộng Viện. Cô bình tĩnh một chút. Kiều Mộng Viện nói, không. Tôi phải đi tìm mẹ tôi phải đi tìm bà ấy. Trương Dương nói, tôi đã đưa di thể của bà ấy về rồi. Chương 1713, người chết như đèn tắt ba. Hai chữ di thể giống như sét đánh nổ vang trong đầu Kiều Mộng Viện, cô ta tuy rằng biết mẹ tám phần là không còn ở nhân thế, nhưng cô ta vẫn chưa nhìn thấy thi thể, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh, mà Trương Dương đã triệt để đánh tan chút hy vọng này. Kiều Mộng Viện bật khóc. Trương Dương kéo cô ta vào trong lòng, hiện tại vào những lúc như thế này, hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy để cô ta. Dưới sự khuyên giải an ủi và khuyên giải an ủi của Trương Dương, Kiều Mộng Viện cuối cùng cũng trấn định lại, cô ta khóc thút thít nói, tôi phải đi gặp mẹ tôi. Trương Dương lắc đầu, Tế Thiện Đại Sư đang siêu độ cho bà ấy, tôi nghĩ chúng ta không thích hợp tới quấy rầy. Trương Dương sợ Kiều Mộng Viện nhìn thấy thảm trạng thì càng không khống chế được tình tự. Kiều Mộng Viện rơi lệ nói, mẹ tôi nằm ở đó, là con gái. Sao không thể bầu bạn bên cạnh bà ấy? Trương Dương không lay chuyển được cô ta, chỉ có thể cùng Kiều Mộng Viện tới thiện phòng đặt thi thể của Mạnh Truyền Mỹ. Thi thể của Mạnh Truyền Mỹ đã bị phủ vải trắng. Kiều Mộng Viện nhìn thấy di thể của mẹ thì liền khóc như mưa, bởi vì bi thương quá độ mà lại hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy, Kiều Mộng Viện nói, tôi muốn dẫn mẹ tôi về nhà. Tôi muốn dẫn mẹ tôi về nhà. Cô ta thất tha thất thểu bước về phía thi thể, muốn ôm thi thể mẹ lên, Trương Dương vội vàng ngăn cô ta lại. Kiều Mộng Viện khóc, tôi muốn dẫn bà ấy đi, tôi không thể để bà ấy ở lại chỗ này. Tiểu Sa Di Vũ Quang nói, nữ thí chủ, bên ngoài đang mưa to. Tế Thiện cũng khuyên nhủ, không bằng đợi mưa tạnh hẳn đi, thi cốt của Mạnh thí chủ chưa lạnh, hay là để bà ấy ở chỗ này đi, chúng tôi sẽ siêu độ cho bà ấy, để bà ấy được an ủi ở trên trời. Kiều Mộng Viện quỳ rạp xuống khóc trước thi thể mẹ. Tế Thiện đánh mắt ra hiệu với Trương Dương, tựa hồ có chuyện muốn nói với hắn. Trương Dương bảo Tiểu Sa Di Vũ Quang ở đây cùng Kiều Mộng Viện, mình thì cùng Tế Thiện ra hành lang gấp khúc ở bên ngoài. Tế Thiện nói, Trương thí chủ, chuyện này anh thấy nên làm sao? Trương Dương cho rằng Tế Thiện không vui vì thi thể của Mạnh Truyền Mỹ ở lại trong miếu, vội vàng nói, đại sư yên tâm, chuyện này ngày khác tôi nhất định sẽ có bồi thường. Tế Thiện thở dài nói, Trương thí chủ hiểu lầm ý của tôi rồi, sinh tử ở trong mắt người xuất gia chúng tôi thì cũng như là mây khói thôi, Trương thí chủ lúc trước đã cứu tôi, chưa bao giờ đòi bất kỳ hồi báo gì, tôi chỉ là muốn nói, di thể của Mạnh thí chủ không thể ở mãi tại đây được, sau khi trời tạnh mưa, chúng ta có phải nên mau chóng đưa bà ta xuống núi hỏa thiêu không? Trương Dương gật đầu, người nhà của bà ấy đang từ kinh thành tới, tôi thấy tối hôm nay chắc sẽ tới được Kinh Sơn. Hắn nhìn mưa gió bên ngoài, lúc này tựa hồ đã nhỏ đi nhiều. Trương Dương nói, Tế Thiện sư phụ, có câu tôi muốn hỏi ông, cô Mạnh lúc sinh tiền có phải quen ông không? Tế Thiện thở dài nói, tôi chỉ có chút ấn tượng thôi, nhưng không nhớ rõ lắm, nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cô ta từng đến đây tìm một thanh niên trí thức. Trương Dương nói, anh có nhớ thanh niên trí thức đó tên là gì hay không?
Tế Thiện nói, tôi không nhớ rõ, anh có thể đi hỏi hiệu trưởng Trần, hắn chính là một trong những thanh niên trí thức xuống nông thôn năm đó. Trương đại quan nhân không hoàn toàn tin lời nói của Tế Thiện, nếu Tế Thiện cách lâu như vậy còn có thể nhận ra Mạnh Truyền Mỹ, đương nhiên sẽ không dễ dàng quên được tên thanh niên trí thức đó. Trận mưa này tới 3 giờ chiều thì tạnh, Kiều Mộng Viện không muốn mẹ ở lại nơi thâm sơn dã lĩnh này, Trương Dương cũng cân nhắc Kiều Trấn Lương từ kinh thành chạy tới nơi này, đến kinh sơn chỉ sợ cũng phải tầm tối, không thể để bọn họ đêm hôm khuya khoát lên núi được, hơn nữa thi thể của Mạnh Truyền Mỹ cũng phải mang xuống núi. Trương Dương sau khi thương lượng với Tế Thiện, quyết định nhân lúc trời không mưa để bọn họ cùng nhau hộ tống thi thể của Mạnh Truyền Mỹ xuống núi. Vẫn là Trương Dương cõng Mạnh Truyền Mỹ, nhớ tới khi lên núi Mạnh Truyền Mỹ còn sống, nhưng khi xuống núi đã thành thi thể lạnh như băng, không thể không cảm thán tạo hóa trêu người. Kiều Mộng Viện không hề khóc, nước mắt của cô ta đã cạn rồi, cả người giống như hồn bị hút ra khỏi thể xác, ngây ngốc đi theo bên cạnh Trương Dương. Chu Sơn Hà đi trước dẫn đường, Tế Thiện Đại Sư cũng xuống núi theo, trên đường không ngừng tụng kinh. Chờ bọn họ tới thôn Tiểu Thạch Hoa mới biết được cầu đá từ thôn Tiểu Thạch Hoa đi thông tới Lô Gia Lương bởi vì lũ mà bị sập, hôm nay khẳng định là không sửa xong, nói cách khác, tối nay bọn họ phải qua đêm ở thôn Tiểu Thạch Hoa. Đổi thành bình thường thì cũng không có gì, nhưng hôm nay Trương Dương cõng thi thể của Mạnh Truyền Mỹ, trong thôn khẳng định là không ai cho ngủ lại. Chu Sơn Hà mặt lộ vẻ khó xử, không phải hắn không hiếu khách, mà là thật sự không ai lại để xác chết trong nhà cả. Cuối cùng vẫn là Tế Thiện nhắc nhở bọn họ, bảo bọn họ tới chỗ của Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc là hiệu trưởng của trường tiểu học Thạch Hoa. Y ở trong trường học, có điều mặt sau trường học có một loạt phòng trống, có thể bảo y an bài một gian phòng để an trí thi thể lâm thời. Trần Ái Quốc nghe nói là bọn Trương Dương tới hơn nữa lại mang tới cho y một nan đề như vậy, tuy rằng cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng Trần Ái Quốc dù sao vẫn gật đầu đáp ứng. Y ở mặt sau trường học đưa ra một gian phòng trống cho bọn Trương Dương an trí thi thể của Mạnh Truyền Mỹ. Sau khi lo liệu xong tất cả, Kiều Mộng Viện vẫn lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh thi thể mẹ, Trương Dương nhìn thấy tình trạng của cô ta không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hiện tại lại không biết nên khuyên cô ta như thế nào. Tế Thiện Hòa Thượng ở lại trong phòng tụng kinh siêu độ. Trương Dương tới bên ngoài, tỏ lòng biết ơn với Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc nói, Trương Dương, anh đúng là mang tới cho tôi một nan đề lớn, chuyện này để người trong thôn biết khẳng định sẽ tới gây sự. Trương Dương nói, ai mà không có lúc gặp phải khó khăn, chúng ta cũng vốn muốn đi, đáng tiếc cầu đá ở cửa thông đổ rồi. Trần Ái Quốc thở dài, các anh tối nay tạm thời ở tại chỗ này đi, chờ ngày mai cầu sửa xong rồi đi. Trương Dương gật đầu nói, hiệu trưởng Trần, anh quen Mạnh Truyền Mỹ à? Trần Ái Quốc nghe thấy tên của Mạnh Truyền Mỹ thì lộ ra vẻ hoang mang, y lắc đầu. Trương Dương lại nói, năm đó trong đám thanh niên trí thức xuống nông thôn các anh có người này không? Trần Ái Quốc nói, không, người mà anh nói tôi trước giờ chưa từng nghe qua. Trương Dương nói, nhưng Tế Thiện Đại Sư đã gặp bà ta. Trần Ái Quốc, anh là nói, người bị chết này tên là Mạnh Truyền Mỹ. Tế Thiện Sư Phó trước đây đã gặp cô ta. Trương Dương nói, Tế Thiện Sư Phó nói, bà ta năm đó từng đến Tây Sơn Tự. Hơn nữa biết một trong số những thanh niên trí thức bọn anh. Trần Ái Quốc nghe Trương Dương nói tới đây thì không khỏi nhíu mày. Trương Dương nói, còn nhớ bức ảnh đó trước đây tôi cho anh xem không? Trần Ái Quốc gật đầu nói, nhớ. Tôi đã tìm ra 6 người trong đó, nhưng vẫn còn 2 người. Trương Dương nhìn khuôn mặt của Trần Ái Quốc, cẩn thận nắm mặt biến hóa trong vẻ mặt của y. Trần Ái Quốc nói, khi chúng tôi xuống nông thôn căn bản là không có anh. Vì sao anh lại cảm thấy hứng thú với việc này như vậy? Trương Dương nói, hiệu trưởng Trần, có rất nhiều chuyện tồn tại một loại liên hệ khó nói thành lời, tôi muốn làm rõ chân tướng của sự việc. Trần Ái Quốc lắc đầu, chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nói tới đây, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng động rầm rĩ. Gần 100 thôn dân thôn Tiểu Thạch Hoa chạy tới đây, Trần Ái Quốc biến sắc, y lo lắng nhất chính là chuyện này bị lộ ra, không ngờ cuối cùng vẫn bị người trong thôn biết. Đi đầu đội ngũ là bí thư chi bộ thôn Tiểu Thạch Hoa Chu Hữu Lượng, khi Trương Dương lần trước tới đã từng gặp hắn, biết kẻ này rất dối trá, không để lại ấn tượng tốt với hắn. Chu Hữu Lượng hét lớn, Trần Ái Quốc, anh làm cái trò gì đó? Sao lại để người chết trong thôn? Mọi người phía sau đều chất vấn. Trần Ái Quốc nói, cầu đứt rồi, bọn họ không đi được. Không đi được thì cũng không thể ở lại trong thôn của chúng ta tương đương. Anh có quyền làm vậy ư?
Để một người chết làm hỏng phong thủy của thôn chúng ta, trách nhiệm này anh gánh được không? Phía sau có kêu lên, việc gì phải phí lời với một kẻ ngoài thôn như hắn? Hắn, không phải là người của thôn ta, căn bản không nghĩ cho thôn ta đâu. Đuổi họ đi, làm hỏng phong thủy của chúng ta, loại hành vi này rất đáng giận. Trong khoảng thời gian ngắn tình tự của quần chúng rất mãnh liệt. Trương đại quan nhân vội vàng đi tới, hắn không sợ nhóm người này, nhưng hôm nay thực sự là bọn họ đối lý, chẳng ai muốn để người chết trong thôn mình cả. Trương Dương nói, bí thư chi bộ Chu, anh còn nhận ra tôi chứ? Tôi là Trương Dương, lần trước đã tới đây. Chu Hữu Lượng hai mắt trợn lên, thằng cha này tuyệt đối là nhân vật trở mặt, hắn bực mình nói, đừng có trèo kéo tôi nói cho anh biết, tôi không phải là người dễ khi phụ như vậy đâu, anh cõng một người chết tới thôn của chúng tôi, là anh không đúng trước, đừng trách tôi không nể mặt anh, lập tức cõng người chết đi xa, tôi mặc kệ anh đi đâu, nói chung là đừng ở trong thôn của chúng tôi. Chương 1714, Nam Đinh duy nhất một. Mấy tiểu tử trẻ tuổi khí phía sau đã gào lên, bí thư chi bộ Chu nói lắm với thằng cho này làm gì? Dám phá hỏng phong thủy của thôn chúng ta, đánh chết mẹ hắn. Trương đại quan nhân có chút bực rồi, con mẹ nó, đám thôn dân này sao không nói đạo lý vậy nhỉ, mày tưởng tao muốn ở đây lắm à? Nếu không phải là lũ làm hỏng cầu, bố mày sớm đã đi khỏi đây rồi. Chu Hữu Lượng nói, có nghe hay không, mau đi đi, rời khỏi thôn của chúng tôi. Trần Ái Quốc tiến lên nói, bí thư chi bộ Chu. Ai mà không có lúc khó khăn, hôm nay thực sự là bởi vì cầu bị gãy, cho nên người ta mới ở lại chỗ này của chúng ta, có thể giúp người thì giúp đi, không thể để người chết phơi thây ngoài đồng được. Chu Hữu Lượng tức giận nói, Trần Ái Quốc, anh có ý gì, có kiểu giúp người như anh à, anh bằng vào gì mà mang người chết vào trong thôn của chúng tôi. Trương Dương nói, bí thư chi bộ Chu, chuyện này không liên quan tới hiệu trưởng Trần. Chúng tôi chỉ mượn một gian phòng trống để dùng, chờ cày sửa xong rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Trương đại quan nhân cũng không muốn gây sự, dù sao trong chuyện này bọn họ không chiếm lý. Đám dân hộ tống Chu Hữu Lượng tới đã không nhịn được. Một đám hùng hổ muốn đem đuổi Trương Dương đi. Trương đại quan nhân bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, lại là hơn 10 thôn dân từ đường nhỏ từ phía sau vòng đến phòng để thi thể của Mạnh Truyền Mỹ, phá cửa chui vào. Kiều Mộng Viện đang đắm chìm trong bị thương, không ngờ đột nhiên có người xâm nhập, cô ta lập tức ý thức được không ổn, vội vàng nhào lên người mẹ. Tế Thiện Hòa Thượng nhìn thấy nhiều người như vậy tới, vội vàng dừng tụng kinh, ngăn bọn họ lại, tụng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ xin hãy bình tĩnh. Bình tĩnh thế đéo nào được, người chết chính là Hòa Thượng này mang đến, muốn phá hỏng phong thủy của thôn chúng ta, muốn hại chúng ta. Đuổi chúng đi, đuổi chúng đi. Tế Thiện Hòa Thượng tuy rằng thân hình khôi ngô, nhưng căn bản không cản được sự xung kích của nhiều sơn dân như vậy. Có người đã lao tới bên cạnh Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện liều mạng bảo vệ thi thể mẹ, có người nắm tóc cô ta. Trong lúc ở trong đang hỗn loạn thì Trương Đại Quan Nhân giống như thần binh thiên tướng giết tới, hắn vừa ra tay. Mấy sơn dân vừa xâm nhập lập tức bị ném ra ngoài như gà con, hắn xác định Kiều Mộng Viện không sao thì xoay người đi ra cửa, thuận tay đóng cửa lại, nhìn lên phía trước. Đã bị hơn 100 thôn dân của thôn Tiểu Thạch Hoa vây quanh tầng tầng. Trên mặt những dân này tràn ngập vẻ oán giận. Trương Dương nói, các anh muốn động tới người ở bên trong, nhất định phải bước qua xác tôi, có gan thì lên đây. Trương Đại Quan Nhân cũng giận thật rồi, giọng nói của hắn chấn cho đám thôn dân tai kêu ong ong, tình cảnh Trương Dương vừa rồi ra tay ném người bên trong ra những người này cũng đều nhìn thấy, đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng phía thôn Tiểu Thạch Hoa dù sao cũng người đông thế mạnh. Bí thư chi bộ thôn Chu Hữu Lượng căm tức nhìn Trương Dương, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không phải chưa cho anh cơ hội. Trương Dương nói, Chu Hữu Lượng, tôi cam đoan với anh, ngày mai anh phải biến khỏi vị trí bí thư chi bộ thôn. Nội tâm Chu Hữu Lượng run lên, khí thế của Trương Dương thật sự quá mạnh mẽ, Chu Hữu Lượng bị khí thế của vì hắn chấn nhiếp, không ngờ có chút sợ hãi. Nhưng trong đám người này dù sao cũng có kẻ không sợ, một gã tiểu tử khỏe mạnh đi đâu lao về phía Trương Dương. Trong tay hắn vung xẻng, đập vào Trương Đại Quan Nhân, thằng cha này ra tay cũng đủ độc. Trương Đại Quan Nhân vươn tay phải ra, tóm lấy xẻng, hơi dùng sức, không ngờ cả người tên tiểu tử đó rời khỏi mất đất, sau đó dùng sức ném đi, ném tên tiểu tử đó cả người cả xẻng bay vào trong đám người, Trương Dương không muốn đả thương người, cho nên thủ hạ lưu tình. Ánh mắt của Trương Dương chiếu lên cối đá ở trước cửa, hắn chỉ vào cối đá đó, sau đó chậm rãi đi xuống, nhấc chân phải lên. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đá vào cối đá,
cối đá giống như bị trúng bom, rầm một tiếng nát tan, đá dăm bay khắp nơi. Một cước này của Trương Dương thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, đám dân vốn muốn dũng cảm xông lên không ai còn dám tiến lên nữa. Trần Ái Quốc mặt mũi bầm dập từ trong đám người chen ra, y khuyên, thôi, dù sao cũng là người một nhà. Vì sao? Chu Hữu Lượng chỉ vào mũi Trần Ái Quốc, tức giận nói, anh không phải người của thôn Tiểu Thạch Hoa chúng tôi, anh có tư cách gì nói câu này, trừ người của thôn Tiểu Thạch Hoa chúng tôi ra, không ai có thể tùy tiện dung nạp người chết không hề có quan hệ ở đây. Trương Đại Quan Nhân đứng đó, nhìn Chu Hữu Lượng nói, là chính anh nói đấy nhé. Thì sao, một người bên ngoài như anh có tư cách gì ở lại đây? Trương Dương nói, cha tôi là người ở đây, tuy rằng đã chết nhiều năm, nhưng chính là người của thôn Tiểu Thạch Hoa. Hắn là ai? Trương Giải Phóng. Trương Đại Quan Nhân từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên lớn tiếng nói ra tên của cha ruột mình như vậy, tuy rằng hắn không biết người cha đã mất này rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng có một sự thật, đó chính là cha hắn là thôn dân của thôn Tiểu Thạch Hoa xã Lô Gia Lương huyện Tây Sơn thành phố Kinh Sơn, nguyên quán của y là ở đây, Trương Đại Quan Nhân không nói dối, nếu không phải tình thế hôm nay đặc thù, hắn sẽ không chủ động thừa nhận chuyện này. Một câu của Trương Đại Quan Nhân khiến tất cả mọi người ở hiện trường ngây ra, Chu Hữu Lượng nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới, trong hơn 100 sơn dân ở đây có rất nhiều người biết Trương Giải Phóng, có người đã bắt đầu khe khẽ nói chuyện với nhau. Mặt mày của Trương Dương này quả thực có vài phần giống Trương Giải Phóng. Đám người tách ra một giường ở giữa, một lão nhân râu bạc từ giữa đi ra, ông ta tên là Trương Sĩ Hồng, Trương gia là nhà giàu ở thôn Tiểu Thạch Hoa, Trương Sĩ Hồng lại là người đức cao vọng trọng trong gia tộc, tương đương với tộc trưởng. Ông ta có một thân phận khác là tam thúc của Trương Giải Phóng, trong nhánh của ông ta có bốn huynh đệ, hiện tại chỉ còn một mình ông ta là còn sống. Trương Sĩ Hồng nhìn Trương Dương, miệng giật giật, nói khẽ cậu tên gì? Trương Dương. Trương Sĩ Hồng lại nói, mẹ cậu tên gì? Trương Dương nói, Từ Lập Hoa. Trương Sĩ Hồng nghe thấy Trương Dương nói ra tên của Từ Lập Hoa, trong lòng đã xác định người thanh niên trước mắt đúng là con trai thân sinh của Trương Giải Phóng. Trương Sĩ Hồng lắc đầu, cảm khái nói, nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi vẫn luôn tìm cậu, nhưng lại mất liên lạc với mẹ cậu, không ngờ, con trai của Giải Phóng đã lớn như vậy rồi. Trương Dương nói, ngài là... Trương Sĩ Hồng nói, cha cậu là cháu ruột của tôi, nó tự nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi. Trương Đại Quan Nhân giờ mới biết người trước mặt không ngờ là ông trẻ của mình, Trương Dương, ông trẻ, ông là ông trẻ của cháu. Trương Sĩ Hồng bị hai tiếng ông trẻ của hắn khiến cho lòng hoa nở rộ, ông ta tóm lấy tay Trương Dương, nhìn khuôn mặt Trương Dương mà nhất thời cảm xúc ngàn vạn. Không ngờ lệ già chứa chan, Giải Phóng à Giải Phóng, Trương gia chúng ta có hậu đại rồi. Trương Đại Quan Nhân nghe được mà có chút hồ đồ. Sao lại nói là Trương gia có hậu đại rồi? Hắn không biết, Trương gia đến thời của Trương Giải Phóng thì Nam Đinh hưng thịnh, bốn anh em Trương Sĩ Hồng tổng cộng sinh 15 cái người con trai, nhưng nói ra cũng lạ, đại khái vận khí sinh con trai của Trương gia đời này đã hết rồi. Đến đời của Trương Giải Phóng thì 15 anh em tất cả đều đẻ con gái. Không tính Trương Dương thì tổng cộng sinh 40 đứa con, hai đứa con trai trong đó thì đều chết non. Đứa thứ ba nuôi tới 5 tuổi ra sông tắm thì bị chết đuôi. Còn sống toàn là con gái, ai cũng biết Trương Giải Phóng còn có một đứa con trai, nhưng Trương Giải Phóng vừa chết, Từ Lập Hoa dẫn Trương Dương đi, cắt liên hệ với quê nhà, ai cũng không biết Nam Đinh duy nhất của Trương gia ở đâu, thậm chí không biết đứa bé này có còn sống hay không. Ở thôn Tiểu Thạch Hoa, Trương gia trước đây luôn rất cường thế. Nhưng vì đời này đẻ ra một quân đoàn vịt trời, địa vị của Trương gia trong thôn cũng giảm đi. Vị trí trọng yếu như bí thư chi bộ thôn cũng bị người của Chu gia nắm giữ. Bí thư chi bộ thôn Chu Hữu Lượng căn bản không ngờ Trương Dương là con trai của Trương Giải Phóng, nói như thế thằng ôn này thực sự có thể được coi là người của thôn Tiểu Thạch Hoa, hắn ho khan một tiếng, cũng đi tới, lúc này Chu Hữu Lượng lại thay đổi vẻ mặt, tôi nói này cháu trai, thì ra cậu là con của Giải Phóng, trước đây tôi và cha của cậu cũng là bạn tốt, nhưng mà, cậu tuy rằng là người của thôn ta, cũng không thể cõng người chết đến đây được. Cậu có thể để thi thể ở bên ngoài không, các cậu thì có thể ở trong thôn. Trương Dương khinh thường nói, vừa rồi anh đã nói gì? Tôi nếu đã là người của thôn Tiểu Thạch Hoa, tôi ít nhiều cũng có thể làm chủ, không phải chỉ là mượn phòng thôi ư. Có câu là mượn chết không mượn sống, chúng ta làm chút chuyện tốt tích đức không được à? Chu Hữu Lượng nói, cậu có ý gì? Hắn nói với Trương Sĩ Hồng, lão gia tử, chuyện này ông xem thế nào mà làm? Trương Sĩ Hồng kéo Trương Dương sang một bên. Trương Dương, việc hôm nay cậu không đúng rồi, cậu đưa người chết vào thôn, cậu thấy,
Chương 1715, Nam Đinh duy nhất 2. Trương Dương nói, ông trẻ, để cháu nói cho ông hay, người chết chính là thân nhân của cháu, người khóc bên trong là bạn gái của cháu, ông có hiểu không? Trương Sĩ Hồng nghe đến đây thì nói, đối tượng của cậu à? Trương Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận, Trương Sĩ Hồng nói, vậy chính là người nhà chúng ta rồi, người nhà mình mà không giúp thì chúng ta còn tính là người nhà không? Ông ta nói với Chu Hữu Lượng, bí thư chi bộ Chu, chuyện này là chuyện nhà của Trương gia chúng tôi, không liên quan tới người khác, mấy gian nhà ở phía sau trường học cũng không là của nhà nước, kể ra còn là đất cắt cho Trương gia chúng tôi. Trương lão gia tử phất phất tay nói, mọi người tản đi, chuyện của Trương gia chúng tôi, không cần nhiều người như vậy xem náo nhiệt làm gì. Chu Hữu Lượng nghe rõ ràng, hắn hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi, nếu thằng cha này đi rồi thì thôi đi, nhưng khi đi lại còn thấp giọng lẩm bẩm, tuyệt hộ đầu thằng tuyệt hậu. Người khác không nghe thấy nhưng Trương đại quan nhân thì lại nghe rõ, hắn nói với Trương Sĩ Hồng, ông trẻ, hắn nói ông tuyệt hộ đầu là ý gì? Trương Sĩ Hồng tức giận đến nỗi cả người run rẩy, đây không phải là Trương Dương giáp tâm đặt chuyện, Chu Hữu Lượng quả thực nói như vậy, Trương Sĩ Hồng giận dữ hét, tam cầu tử, mày đứng lại cho tao. Trương lão gia tử tức giận đến nói kêu cả tên lúc nhỏ của bí thư chi bộ Chu, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, Chu Hữu Lượng mặt đỏ bừng, lão già này đúng là quá không nể mặt rồi, không ngờ ở trước mặt nhiều thôn dân như vậy gọi tên lúc nhỏ của mình. Sâu bạc của Trương Sĩ Hồng vỉnh cả lên, chỉ vào Chu Hữu Lượng nói, tam cầu tử, mày nói rõ cho tao, ai là tuyệt hộ đầu? Mày nói ai tuyệt hộ đầu? Chu Hữu Lượng thật sự là giật mình, không ngờ tai lão già này thính đến vậy. Mình nói nhỏ như vậy không ngờ vẫn bị lão nghe rõ, Chu Hữu Lượng cũng là hạng ngu ngốc, hắn chỉ cần khăng khăng chối là mình không nói thì lần này có lẽ qua được, nhưng hắn lại cố tính nói một câu, tôi có nói ông đâu, ông chột giả cái gì. Kể ra thì Trương Sĩ Hồng cũng là trưởng bối của Chu Hữu Lượng, nhưng Trương gia bắt đầu từ thế hệ của Trương Giải Phóng chuyên sinh con gái, khí thế so với Chu gia thì rõ ràng yến hơn một bậc, ở trong thôn lúc nào cũng bị họ Chu áp chế, Trương Sĩ Hồng thân là người cầm đầu của Trương gia. Cục tức này đã nghẹn nhiều năm rồi, trong một thôn, mâu thuẫn giữa hai thế gia vọng tộc cũng không ít, trước đây Trương Sĩ Hồng bị mắng là tuyệt hậu không phải chỉ một lần, hôm nay lại có người nhắc tới chuyện này, lão gia tử thù mới hận cũ tất cả dồn lên. Ông ta bỗng nhiên lao lên, vung tay tát cho Chu Hữu Lượng một cái rõ vang. Chu Hữu Lượng bị đánh cho ngây ra, Trương đại quan nhân cũng bị một cái tát xuất kỳ bất ý này làm cho sững người, ông trẻ này khi đánh người không thấy một chút vẻ già cả nào, rất chuẩn rất độc. Đối với nắm chắc yếu tố thật sự là lô hỏa thuần thanh, liên tưởng tới cái bệnh thích tát người của mình, cảm thấy trò này chắc là di truyền của gia tộc. Trương Sĩ Hồng ngang nhiên tát Chu Hữu Lượng một cái, sau đó chỉ vào mũi Chu Hữu Lượng mà mắng, tam cậu tử, mày khi dễ Trương gia chúng tao không có người đúng không? Mày thấy rõ rồi đó, đây là cháu tao, là cháu ruột của Trương Sĩ Hồng tao, tuyệt hậu cái gì? Mày mới tuyệt hậu, cả nhà chúng mày tuyệt hậu, năng lực gây sự của lão gia tử này cũng không bình thường. Bên nhà Chu gia có người không vui, lập tức đứng lên, Trương gia cũng là nhà giàu, tuy rằng một thế hệ trẻ tuổi chỉ có Trương Dương là Nam Đinh, nhưng Trương đại quan nhân tuyệt đối là nhân vật cường thế lấy một chọi 10, Trương đại quan nhân trợn trừng mắt, sao? Muốn đấu với Trương gia ư, Chu Hữu Lượng, anh thích đơn đả độc đấu hay là tất cả lao lên? Trương đại quan nhân vừa lên tiếng, người bên Chu gia sợ luôn, ai cũng biết thân thể của mình không thể nào cứng bằng cối giá, người ta lại đá cối đá như đá đậu hủ. Nếu thật sự xuất thủ, kẻ chịu thiệt chính là nhưng của Chu gia. Trần Ái Quốc lại đứng ra hòa giải, thôi, thôi, mọi người là người một nhà, là người cùng quê, đừng có đứng nhau. Chu Hữu Lượng oán hận trừng mắt lườm Trương Sĩ Hồng một cái, thật ra hắn cũng đối lý, Trương Sĩ Hồng đánh hắn một cái cũng là đáng, ai bảo hắn lắm lời. Chu Hữu Lượng oán thầm, bí thư chi bộ thôn là tôi, gây khó dễ với tôi, về sau các ngươi sẽ chịu thiệt. Trần Ái Quốc thấy toàn bộ phát triển của chuyện này, cảm thấy sự biến chuyển rất bất ngờ, không ai ngờ được Trương Dương là người của thôn Tiểu Thạch Hoa, còn là con trai thân sinh của Trương Giải Phóng, Trương lão gia tử đứng ra ủng hộ đi cháu này, tất nhiên sẽ không có ai nhắc tới chuyện người chết nữa. Cái thứ tình thân này vô cùng kỳ diệu, tuy rằng người của Trương gia và Trương Dương chưa từng gặp mặt, nhưng ngày đầu tiên gặp nhau, trong thời gian ngắn đã trở nên khá thân thiết, Trương Dương còn có hơi 10 chú bác còn sống, Trương Sĩ Hồng giới thiệu cho thân thích trong nhà cho hắn. Còn gọi Trương Dương về nhà ăn bữa cơm làm quen. Trương Dương uyển chuyển từ chối hảo ý của lão gia tử, dù sao hắn cũng không yên tâm để Kiều Mộng Viện một mình ở đây, ông thôn Tiểu Thạch Hoa sẽ có người tới gây sự. Trương Sĩ Hồng nói, Trương Dương, cháu ngươi đừng sợ,
chuyện của cháu chính là chuyện của người Trương gia chúng ta, ai dám đến gây sự chính là đối nghịch với nhà họ Trương chúng ta. Trương Dương nói, ông trẻ, hôm nay cháu không đi gặp họ hàng đâu, dẫu sao thì cô cháu cũng vừa mới mất, không thể mang khí xui đến cho mọi người được, đợi mấy ngày nữa cháu sẽ tới. Trương Sĩ Hồng thấy hắn kiên trì thì cũng chỉ có thể từ bỏ, Trương Sĩ Hồng nói, Trương Dương à, cháu vẫn chưa đi thăm mộ cha à. Trương Dương gật đầu, lần này hắn tới đây còn có một mục đích quan trọng chính là đi thăm mộ, bất kể ông cha ruột này năm đó khi còn sống tạo bao nhiêu nghiệt, nhưng dù sao cũng là cha ruột của hắn, tảo mộ cho vong phụ là điều nên làm. Trương Sĩ Hồng chỉ vào ngọn đồi nhỏ phía sau trường học, hắn được chôn ở bên kia đồi, sáu mai chú sáu của cậu sẽ dẫn cậu đi tế bái. Trương Dương gật đầu nói, ông trẻ, lát nữa cháu sẽ tới. Trương Sĩ Hồng nói, trời tối rồi, đừng đi nữa, cha cậu buổi tối ra ngoài đi dạo, thấy cậu rồi đi theo cậu thì không hay đâu. Mọi người tản đi, tất cả một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Trần Ái Quốc lặng lẽ thu thập đống hỗn độn mà thôn dân lưu lại, Trương Dương trở lại trong phòng, nhìn thấy Tế Thiện lại bắt đầu niệm kinh siêu độ, Kiều Mộng Viện ngồi bên cạnh mẹ, trong mắt tràn ngập bi thương và sợ hãi, cô ta đã bị sự bi thương này dày vò cho mình đầy thương tích. Trương Dương vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô ta, Kiều Mộng Viện quay đầu lại, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra một chút an ủi. Biết Kiều Mộng Viện cả ngày chưa ăn gì, tìm tới Trần Ái Quốc, ở trong phòng bếp của y làm một tô mì, đưa cho Tế Thiện Hòa Thượng một bát, bát còn lại đưa cho Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, tôi không muốn ăn. Trương Dương nói, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đối mặt với hiện thực, đường về sau bất kể là dài thế nào, tôi cũng sẽ bước cùng cô. Môi Kiều Mộng Viện giật giật. Cô ta bỗng nhiên yếu xung động muốn rơi lệ, nhưng cô ta không khóc được nữa, nước mắt đã khô cạn rồi. Hướng cũng đói bụng cả một ngày, trở lại phòng bếp, Trần Ái Quốc đang xào thịt cay, đặt trên bếp, vẫy vẫy tay với Trương Dương, nào, cùng nhau chút gì đó đi. Trong tay Trương Dương còn bưng bát mì mà Kiều Mộng Viện chưa ăn, ngồi trên bếp, cùng Trần Ái Quốc ăn mì, hai người không nói gì, trong chốc lát đã ăn sạch, Trương Dương lại xới thêm một bát, hôm nay quả thật là đói quá. Trần Ái Quốc ăn cơm xong, đặt bát không sang một bên, lấy giấy và thuốc lá ra, rất thuần thục quấn lại, cho vào miệng châm rồi hít một hơi thật sâu. Trương Dương nhìn vết thương trên mặt y, có chút áy náy nói, hiệu trưởng Trần, xin lỗi, hôm nay liên lụy anh rồi. Trần Ái Quốc nói, không có gì, tôi chỉ bị xước da chút thôi. Trương Dương cũng ăn xong rồi, đặt bát không lên bếp. Trần Ái Quốc nói, hút thuốc không? Trương Dương lắc đầu, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Trần Ái Quốc cười nói, người trẻ tuổi không hút thuốc lá là tốt, tôi hút cả nửa đời người rồi, không bỏ được. Trương Dương nói, thật ra năm đó anh có thể lựa chọn về thành phố, vì sao cứ muốn kiên trì ở lại. Đây là điều mà hắn nghĩ mãi không hiểu. Trần Ái Quốc nhìn Trương Dương, nói tôi cũng luôn cảm thấy rất lạ, một người trẻ tuổi như cậu vì sao lại quan tâm tới chuyện năm đó của chúng tôi như vậy, dây dưa cả nửa ngày, cậu không ngờ là con trai của Trương Giải Phóng. Trương Dương nói, tôi đối với người cha này thì không có một chút ấn tượng nào. Trần Ái Quốc nói, khi chúng tôi xuống nông thôn, cha cậu mới là một thanh niên 17-18 tuổi, rất tò mò với tất cả những thứ ở bên ngoài, thích trao đổi với thanh niên trí thức chúng tôi, cũng rất hướng về thủ đô, hắn ở trong thôn cũng được coi là một nhân vật. Sao lại vậy? Trương Đại Quan Nhân nghe ra đánh giá của Trần Ái Quốc đối với cha mình cũng không có bao nhiêu nghĩa tốt. Chương 1716, Nam Đinh Duy Nhất 3. Trần Ái Quốc nói, hắn nổi tiếng là giỏi đánh nhau, tính khí cũng không tốt, năm đó đám người cùng tuổi của thôn Tiểu Thạch Hoa không ai là không sợ hắn, có điều hắn đối với đám thanh niên trí thức chúng tôi thì không tồi. Trương Dương gật đầu, đối với người cha chưa bao giờ gặp này, ấn tượng của hắn bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Trần Ái Quốc nói, thôn Tiểu Thạch Hoa là nơi hẻo lánh, thanh niên trí thức xuống đây cũng chỉ có 8 người. Tôi cũng có chút ấn tượng với vị nữ sĩ mà cậu cóng. Trương Dương hai mắt sáng ngời, Trần Ái Quốc cuối cùng cũng nguyện ý kể lại chuyện xưa rồi. Trần Ái Quốc từ trong ví lấy ra một bức ảnh đó là một bức ảnh chụp chung, Trương Dương cũng có điều bức cho không rõ bằng bức của Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc chỉ vào ảnh, nói, Hứa Thường Đức, Đồng Đắc Chí, Thẩm Lương Ngọc, Vương Quân Giao, tôi, Trần Thiên Trọng. Trương Dương trong lòng thầm cảm khái, sáu người này mình đều biết tất cả. Trừ Vương Quân Giao có thể đang sống với thân phận khác và Trần Ái Quốc trước mắt ra, những người khác đều đã chết rồi. Trần Ái Quốc chỉ vào một nam tử lùn nhất, hắn tên là Mẫn Cương, chết sớm nhất, được chôn ở mảnh đồi phía sau, đất đá của thôn Tiểu Thạch Hoa vùi lấp hắn,
khi đào ra được thì tắt thở. Trương đại quan nhân thầm nghĩ lại thêm một người chết, xem ra thôn Tiểu Thạch Hoa thật đúng là một khối hung địa. Ánh mắt hắn hướng về phía vị trí ở chính giữa bức ảnh, người đứng sóng vai với Trần Thiên Trọng. Trần Ái Quốc nói, hắn tên là Tiêu Minh Hiên, là người có tài khí nhất trong đám người chúng tôi, người mà cậu hôm nay cõng, nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây từng đến tìm hắn, nghe nói là đối tượng của hắn, trong ấn tượng của tôi thì nữ sĩ đó đã tới hai lần, thái độ của Tiêu Minh Hiên đối với cô ta vô cùng lãnh đạm, một lần đến về sau còn khóc rồi đi. Trương đại quan nhân nhìn chằm chằm vào Tiêu Minh Hiên trong ảnh, luôn cảm thấy vẻ mặt và thần thái của người này có chút quen thuộc, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại có chút xa lạ. Trần Ái Quốc nói, chuyện quá khứ mà tôi biết đều nói với cậu tất cả rồi. Trương Dương gật đầu, cảm ơn. Trần Ái Quốc nói, vị nữ đó lựa chọn đến Tây Sơn tự nhảy xuống tự tử, tôi thấy cô ta vẫn không buông bỏ được chuyện mấy chục năm trước. Y thở dài, ngày tháng đó đã lưu lại cho chúng tôi một ám ảnh quá sâu, tôi không muốn nhắc tới nữa. Trương Dương vẫn nhìn chăm chú vào Tiêu Minh Hiên trong ảnh, từ bề ngoài thì mình chưa bao giờ gặp người này, nhưng sao lại có cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong 8 người, người này là một người bình tĩnh thong dong nhất, vẻ bình tĩnh thong dong này ở vào tuổi này khó mà có được, một đám người trẻ tuổi thân ở vào nghịch cảnh, một đám người trẻ tuổi phong nhã hào hoa, vận mệnh lại đột nhiên phát sinh thay đổi, ở vào hoàn cảnh như vậy vẫn bảo trì được bình tĩnh thì cũng là hiếm có, Hứa Thường Đức không làm được. Trên mặt y tràn ngập vẻ uể oải, Trần Thiên Trọng thoạt nhìn cũng không vui, tuy rằng mỗi người đều đang cười, nhưng đa số vẫn mang theo vẻ u buồn, Tiêu Minh Hiên này vẫn cười rất bình tĩnh thong dong. Không biết vì sao, Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới một người, Tiêu Quốc Thành. Tuy rằng vẻ ngoài của Tiêu Minh Hiên và Tiêu Quốc Thành hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn họ có nụ cười bình tĩnh thong dong rất giống nhau. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Trần Ái Quốc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, có chút kinh ngạc nói, cậu nghĩ gì vậy? Trương Dương cười nói, không có gì. Trở lại bên cạnh Kiều Mộng Viện, Tế Thiện cũng vừa ăn cơm xong, Trương Dương lặng lẽ gọi y ra cửa. Màn đêm đã buông xuống, thời tiết cũng quang rồi, Trương Dương đưa bức ảnh đó cho Tế Thiện, chỉ vào Tiêu Minh Hiên ở giữa, đại sư có nhớ người này không? Tế Thiện gật đầu, hắn chính là thanh niên trí thức năm đó thường đến chùa, đúng rồi, hắn từng dẫn vị nữ thí chủ đó tới. Trương Dương đã có thể chứng thực, Mạnh Truyền Mỹ và Tiêu Minh Hiên này từng có một đoạn tình cảm, mà đoạn tình cảm này bắt đầu trước khi gặp Kiều Trấn Lương, bởi vì năm tháng đặc thù đó. Tình cảm của Mạnh Truyền Mỹ và Tiêu Minh Hiên cũng kết thúc mà không có kết quả. Sau khi hai người tách ra, Mạnh Truyền Mỹ gặp Kiều Trấn Lương, gả cho y, cũng sinh Kiều Bằng Cử cho y. Mà khi Mạnh Truyền Mỹ đang sống cuộc sống yên vui thì gặp lại Tiêu Minh Hiên, hai người tỉnh cũ không rủ cũng tới, cuối cùng không thể khống chế được mình, đi nhầm một bước, Mạnh Truyền Mỹ có thai, sinh ra đứa con gái không thuộc về Kiều Trấn Lương Kiều Mộng Viện, đương nhiên tất cả cũng là Trương Đại Quan Nhân đoán thôi. Mạnh Truyền Mỹ đã chết. Bà ta để lại cho Kiều Trấn Lương một nỗi nhục nhã cả đời cũng không thể xóa đi được, để lại cho Kiều Mộng Viện nỗi đau xót vô tận. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Kiều Mộng Viện đã biết bí mật mình không phải là người của Kiều gia. Trương Đại Quan Nhân thầm cảm thán, chuyện sao phức tạp như vậy? Tế Thiện Trương Dương ngơ ngác xuất thần, không khỏi gọi hắn, Trương Thí Chủ, Trương Thí Chủ. Trương Dương lúc này mới trở lại hiện thực, hắn cười nói, Đại sư, tôi có yêu cầu quá đáng. Tế Thiện gật đầu nói, Trương Thí Chủ cứ nói. Trương Dương nói, chuyện hôm nay đại sư nói với tôi, có thể không nhắc tới với ai khác nữa không? Tế Thiện nói, Trương Thí Chủ yên tâm, việc này tôi sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai. Trương Dương lại nói, đại sư tôi muốn hỏi ông một chuyện, cha tôi Trương Giải Phóng năm đó là một người như thế nào? Tế Thiện nghĩ nghĩ, không hề trực tiếp đánh giá về Trương Giải Phóng mà nói khẽ, đám người năm đó muốn tới đốt Tây Sơn Tự, chính là phụ thân anh dẫn đầu. Trương Đại Quan Nhân có chút xấu hổ cười cười, xem ra ông già của mình quả thực không phải là người lương thiện. Tế Thiện lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, lần này có người quyên cho Tây Sơn Tự chúng tôi một khoản tiền lớn để sửa chữa chùa miếu, tôi hoài nghi người quyên tiền có thể chính là thanh niên trí thức năm đó. Trương Dương nhướng mày, đây cũng là một điểm đi vào rất tốt. Chỉ cần điều tra ra lai lịch của khoản tiền quyên góp đó, tất nhiên có thể tìm được Tiêu Minh Hiên kia rốt cuộc là ai. Trương Dương không đợi ngày mai mới tới bái tế cha, hắn không mê tín, không tin thuyết quỷ thần là cái gì, hỏi Trần Ái Quốc rõ vị trí của mộ cha hắn rồi tối hôm đó lần mò đi lên đồi, mang theo một bình rượu, dưới lên mộ cha. Người đã chết rồi, bất kể năm đó Trương Giải Phóng là thiện hay ác, tất cả đều đã hóa thành mây khói, Trương Đại Quan Nhân thầm nói trước mộ cha, cha à,
năm đó khi cha còn sống không làm được bao nhiêu chuyện tốt, giúp Hứa Thường Đức trợ trụ Vi Ngược, lại cưỡng hiếp Thẩm Tĩnh Hiền, sinh ra Tô Viện Viện, những việc này đều là chuyện xấu táng tận lương tâm. Con làm con thì cũng ngại không nói cha, cha ở dưới suối vàng có biết thì nên kiểm điểm lại mình nhé. Trương Giải Phóng đã chết nhiều năm rồi, tất nhiên sẽ không nghe thấy tiếng lòng của con trai. Trương Dương mượn ánh trăng, nhổ cỏ hoang xung quanh mộ, thầm nghĩ, năm đó ông già mình làm nhiều chuyện xấu, mình nếu có cơ hội sẽ tận lực bù đắp, nếu không sao có câu cha làm trái thì con đền bù. Trương Giải Phóng ở dưới suối vàng nếu biết được, nhất định cũng sẽ cảm thấy an ủi vì có một đứa con trai như vậy. Kiều Mộng Viện cả đêm không ngủ, bồi bạn bên cạnh thi thể mẹ, Trương Dương cũng cả một đêm không ngủ, sau khi từ mộ cha về thì lặng lẽ ở bên cạnh Kiều Mộng Viện, cái gì gọi là hoạn nạn gặp chân tình, chính là khi người khác cần anh nhất thì anh xuất hiện bên cạnh người đó. Nhân sinh của Kiều Mộng Viện xảy ra kịch biến như vậy, không phải Trương Dương từ đầu đến cuối ở bên cạnh cô ta chỉ sợ đã sớm suy sụp rồi. Chương 1717, xử lý trầm thấp 1. Ngày hôm sau cầu vẫn chưa được sửa xong, nhưng Trương Đại Quan Nhân bất kể là như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại đây, lúc nửa đêm thì nhận được điện thoại của Kiều Bằng Phi, gã đi cùng Kiều Trấn Lương đã tới huyện Tây Sơn, Trương Dương bảo bọn họ tạm thời chờ đợi ở thị trấn, sáng sớm hôm sau sẽ tới. Thôn dân của thôn Tiểu Thạch Hoa cũng không muốn để thi thể Mạnh Truyền Mỹ tiếp tục ở lại chỗ này, bọn họ rất tận tâm sửa chữa cầu, tuy rằng tối hôm đó chưa sửa xong, nhưng bọn họ vẫn tìm một cái thuyền, mục đích là muốn tiễn người chết không thuộc thôn Tiểu Thạch Hoa đi. Tờ mờ sáng, Chu Sơn Hà đại biểu trong thôn tới thông chi cho Trương Dương, đã tìm được thuyền rồi, hắn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Trương Dương có thể mau mang thi thể đi khỏi đây. Sau khi Trương Dương nói lời từ biệt với Trần Ái Quốc và Tế Thiện Hòa Thượng thì cõng thi thể của Mạnh Truyền Mỹ, dẫn Kiều Mộng Viện rời khỏi thôn Tiểu Thạch Hoa. Trải qua đau khổ cả một đêm, Kiều Mộng Viện cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tình tự của cô ta cũng bình phục hơn rất nhiều. Hai người tới bờ sông thì nhìn thấy một con thuyền rách nát đỗ ở đó, ông trẻ Trương Sĩ Hồng của Trương Dương không ngờ cũng ở đó, bên cạnh ông ta là hai người trung niên khỏe mạnh, kể ra đều là chú họ của Trương Dương. Trương Dương cõng Mạnh Truyền Mỹ tới trước mặt Trương Sĩ Hồng, Trương Sĩ Hồng thở dài, thằng bé, tối hôm qua trong thôn làm ầm ĩ cả một đêm rồi, không ai muốn một người ngoài thôn chết ở đây, cậu tuy rằng chưa sửa xong, nhưng cũng tìm được thuyền rồi, cháu mau rời khỏi nơi này đi, cũng không phải là ông không muốn giữ cháu lại, mà là tình huống lần này đặc thù, thi thể này cũng không thể để lại đây được. Trương Dương gật đầu, biết Trương gia và những người khác trong thôn chắc hẳn bởi vì chuyện dung nạp người chết mà cãi cọ nhau. Trương Sĩ Hồng cuối cùng cũng lựa chọn nhượng bộ. Thật ra Trương Dương cũng không muốn ở lại đây, chỉ là cầu sập rồi, tình tự của Kiều Mộng Viện lại rất không ổn định, không thể đi tiếp dưới tình huống này, ở lại thôn Tiểu Thạch Hoa điều chỉnh một chút cũng là một chuyện tốt đối với cô ta. Trương Dương nói, ông, chuyện lần này mang tới phiền toái cho ông rồi, chờ chuyện này qua đi, cháu sẽ tới thăm ông. À, cháu công tác ở Tân Hải, Chu Sơn Hổ của thôn này hiện tại đang làm cho cháu. Ông nếu có thời gian thì có thể tới Tân Hải làm khách. Trương Sĩ Hồng cười cười lắc đầu, bé ngoan, tâm ý của cháu ông xin nhận, nhưng ông không đi được, già rồi, không biết ngày nào sẽ đi, đợi khi ông chết rồi, cháu có thể tới tiễn ông một đoạn đường là ông thỏa mãn rồi. Trong đống con cháu của Trương Sĩ Hồng toàn là con gái, Trương Dương hiện tại Nam Đinh duy nhất, người quê nhà đối với điểm này rất coi trọng, ai cũng hy vọng khi mình chết có một đứa cháu trai tới đưa tiễn. Trương Dương gật đầu, ông nội. Ông nhất định sống lâu trăm tuổi. Hắn không nói thêm gì nữa, cáo từ rời đi. Hai chú họ của hắn phụ trách chèo thuyền đưa họ tới bờ bên kia, người chèo thuyền là con trai của Trương Sĩ Hồng Trương Chiến Bị, Trương Dương nên gọi y là chú, Trương Chiến Bị nói cháu trai, chú nghe nói hổ tử công tác ở chỗ cháu hả? Trương Dương gật đầu nói, đúng vậy, hắn trước mắt đang làm lái xe ở thị ủy. Trương Chiến Bị nói, chú gần đây sẽ tới Bắc Cảng làm xây dựng. Nếu đi tìm cháu thì cháu đừng có phớt lờ ta đấy nhé. Trương Dương nói, chú Tám cứ đến thị ủy Tân Hải tìm cháu là được. Hai người tới bờ đối diện, Trương Dương và Kiều Mộng Viện cáo từ bọn họ, cõng Mạnh Truyền Mỹ tiếp tục đi đến Lô Gia Lương, khi bọn họ đến là ngồi xe ba bánh của Chu Sơn Tùng, khi về lại chỉ có thể đi bộ, giờ đã là hơn 5 giờ sáng, trời vẫn chưa có dấu hiệu sáng, đường núi lầy lội khó đi, rất nhiều nơi đã xuất hiện núi lở. Trương Dương biết tâm tình của Kiều Mộng Viện không tốt, cũng không chủ động nói chuyện với cô ta, hai người cứ vậy lặng lẽ đi trên đường núi, Kiều Mộng Viện nhìn mẹ được bọc vải trắng, lại nhìn Trương Dương ở phía trước, hai mắt của cô ta không khỏi đã ươn ướt,
cô ta bỗng nhiên ý thức được Trương Dương ở trong cuộc đời mình đã có một vị trí không thể thay thế, nếu không có hắn, cô ta thậm chí không biết mình nên sống như thế nào. Trương Dương nghe thấy giọng nói khàn khàn với Kiều Mộng Viện thì dừng chân, xoay người nhìn. Kiều Mộng Viện rụi đầu vào lòng hắn rồi thấp giọng khóc nức nở. Trương Dương ôn nhu nói, sao tự dưng lại khóc? Kiều Mộng Viện nói, tôi, trong lòng cô ta đầy cảm động. Trương Dương nói khẽ, tất cả đều sẽ tốt lên thôi, mưa gió qua rồi cầu vồng sẽ tới. Thế sự không có gì là tuyệt đối, Trương Đại Quan Nhân hôm nay không đợi được cầu vồng mà hắn hy vọng, thay vào đó là một trận mưa gió. Khi rời khỏi thôn Tiểu Thạch Hoa, Trần Ái Quốc đã chuẩn bị cho bọn họ một số túi ni lông. Trương Dương dùng túi ni lông bọc thi thể của Mạnh Truyền Mỹ lại để Kiều Mộng Viện đội một cái túi ni lông khác. Trương Đại Quan Nhân từ sau khi hoàn thành đột phá Đại Thừa Quyết, tố chất thân thể đã khôi phục lại cường hãn như ngày xưa, chút mưa gió này tất nhiên sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì tới hắn. Cứ như vậy bước thấp bước cao tới Lô Gia Lương, tới trước xe Việt dã của Trương Dương đã là hơn 9 giờ sáng. Trương Dương đặt di thể của Mạnh Truyền Mỹ vào trong xe, đưa cho Kiều Mộng Viện một cái khăn mặt, Kiều Mộng Viện nhận lấy lau nước mưa, bi thương nói, tới huyện Tây Sơn hội hợp với cha tôi. Kiều Mộng Viện vừa mới nói xong thì Kiều Bằng Phi lại gọi điện thoại tới. Bọn họ đang ở huyện Tây Sơn chờ sốt ruột lắm rồi, lo lắng Trương Dương trên đường gặp chuyện không may. Trương Dương nhận điện thoại từ Kiều Mộng Viện, nói rõ tình huống với Kiều Bằng Phi, Kiều Trấn Lương ở bên kia cũng tiếp máy, y nói với Trương Dương, chúng tôi ở nhà khách Hồng Tinh huyện Tây Sơn, trên đường nhất định phải cẩn thận nhé. Trương Dương nói, Bộ trưởng Kiều cứ yên tâm đi. Kiều Trấn Lương lại nói, Mộng Viện thế nào? Trương Dương nói, vẫn ổn. Một giờ sau, Kiều Trấn Lương cuối cùng cũng gặp được con gái, lần này chỉ có y và Kiều Bằng Phi hai người tới, sau khi tới Kinh Sơn bọn họ cũng không liên hệ với lãnh đạo địa phương. Kiều Trấn Lương lên xe Việt dã của Trương Dương, y đi tới bên cạnh Kiều Mộng Viện, giang tay ra ôm cô ta, nhận thấy toàn thân con gái đều ướt, y tràn ngập yêu thương nói, Mộng Viện, vì sao phải tự tra tấn mình như vậy? Ánh mắt Kiều Mộng Viện nhìn mẹ được bọc trong vải trắng, nói khẽ cha, mẹ đã chết rồi. Kiều Trấn Lương gật đầu. Y cắn môi, muốn vươn tay ra lật vải bọc người Mạnh Truyền Mỹ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Sau khi thấy Kiều Trấn Lương, Trương Dương mới biết được trạm tiếp theo của bọn họ là đài hỏa táng thành phố Kinh Sơn, Kiều Trấn Lương đã quyết định lập tức hỏa táng Mạnh Truyền Mỹ. Trương Dương là một ngoại nhân, hắn không bất kỳ quyền lên tiếng, nhưng Kiều Mộng Viện lại phản đối, nói khẽ cha, anh con vẫn chưa về, chẳng lẽ cha không cho anh ấy nhìn mẹ lần cuối ư? Kiều Trấn Lương nói, Mộng Viện. Cha không bảo nó tới đây, nó sẽ trực tiếp tới Kinh Thành, sau khi hỏa táng mẹ con, chúng ta lập tức về Kinh Thành, mai táng bà ấy ở đó, đây cũng là ý kiến của ông nội và cậu con. Kiều Mộng Viện nói, vì sao phải gấp rút như vậy? Anh con tối nay là tới được rồi, vì sao không để anh gặp mặt mẹ lần cuối? Kiều Trấn Lương, Mộng Viện, có chẳng lẽ không muốn mẹ con được sớm an nghỉ ư? Mẹ con như vậy, sao có thể để cho anh con nhìn thấy? Nếu nó hỏi, con sẽ giải thích như thế nào? Kiều Mộng Viện nói, lừa gạt, chẳng lẽ trong nhà chúng ta chỉ còn lại toàn là lừa gạt ư? Vì sao không thể nói ra tất cả? Vì sao cứ phải trốn tránh? Cái này có công bình với chúng con không? Kiều Trấn Lương nhìn con gái, khóe môi run rẩy. Kiều Mộng Viện lắc đầu, không được, anh con có quyền nhìn mẹ mình lần cuối, tâm nguyện của mẹ con cũng không phải là được chôn ở Kinh Thành, bà đã nói, nếu có một ngày bà già đi thì hãy mang cho cốt giải xuống biển. Kiều Trấn Lương cuối cùng cũng khuất phục, vậy trước tiên đưa mẹ con tới nhà tang lễ, bên kia cha đã an bài rồi, để người ta trang điểm lại cho mẹ con, không thể để anh con nhìn thấy bà ấy như vậy. Trương Đại Quan Nhân cũng không tham dự vào trong đối thoại của cha con bọn họ, nhưng hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, Kiều Trấn Lương từ đầu tới cuối không nhìn di dung của Mạnh Truyền Mỹ, xem ra tử vong cũng không thể tiêu trừ ngăn cách giữa vợ chồng bọn họ. Bố trí di thể của Mạnh Truyền Mỹ xong, Trương Dương khuyên Kiều Mộng Viện tạm thời tới phòng khách quý nghỉ ngơi. Giữa cha con Kiều Mộng Viện và Kiều Trấn Lương cơ hồ không có bất kỳ trao đổi gì, trong tay Kiều Mộng Viện vẫn nắm chặt chuối Phật Châu đó, Kiều Bằng Phi cùng Kiều Mộng Viện tới phòng khách quý nghỉ ngơi. Kiều Trấn Lương và Trương Dương đứng trên hành lang, Kiều Trấn Lương nhìn Trương Dương rồi gật đầu nói, Trương Dương, hai ngày nay phiền cậu quá. Trương Dương nói, ngài không cần khách khí với tôi, Bộ trưởng Kiều, có chuyện tôi vẫn chưa nói với ngài. Kiều Trấn Lương gật đầu. Trương Dương nói, trước đó tôi đã cho người lấy mẫu máu của cô Mạnh, tiến hành kiểm tra thân thể toàn diện cho cô ấy,
nhưng kết quả kiểm tra mẫu máu chứng minh cô ấy hình như phải chịu sự phóng xạ của vật phóng xạ nào đó, đến bây giờ vẫn chưa tra ra nguyên nhân chân chính, ngài biết ai muốn hại cô ấy không? Chương 1718, xử lý trầm thấp 2. Kiều Trấn Lương nhíu mày, cô ta một lòng hướng, chắc không có kẻ thù. Y nghĩ nghĩ rồi lại nói, những gì liên quan tới cái chết của cô Mạnh của cậu, tôi hy vọng cậu không nói ra ngoài, cậu biết đấy, lời người đáng sợ, tôi không muốn bị người hữu tâm lợi dụng, chỉ muốn cô Mạnh của cậu có thể ra đi một cách yên bình. Kiều Trấn Lương sở dĩ nói như vậy là cân nhắc đến danh dự của Kiều gia, nếu chuyện Mạnh Truyền Mỹ tự sát truyền ra, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng tới danh dự của Kiều gia. Trương Dương nói, Bộ trưởng Kiều yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Kiều Trấn Lương thở dài, phía Mộng Viện thì cậu khai thông cho nó nhé, đứa nhỏ này bởi vì chuyện của mẹ nó mà sinh ra một số hiểu lầm với tôi cũng không biết nên trao đổi với nó như thế nào. Trương Đại Quan Nhân có thể thông cảm cho chỗ khó xử của Kiều Trấn Lương, Mạnh Truyền Mỹ cắm cho y một cái sừng như vậy, ngay cả con gái mà y dưỡng dục nhiều năm cũng không thân sinh của y, đổi thành người thường thì chỉ sợ đã sớm bùng nổ rồi, nhưng Kiều Trấn Lương cân nhắc tới vinh dự của tộc, danh dự của bản thân, không thể không bị đánh gãy răng rồi cũng đành nuốt vào bụng, lặng lẽ thừa nhận tất cả. Kiều Trấn Lương sở dĩ nóng lòng hỏa táng thi thể của Mạnh Truyền Mỹ, mục đích chính là để tận lực phong tỏa tin tức, khống chế ảnh hưởng của chuyện này. Nhà ai cũng có vấn đề, chỉ thấy trộm ăn thịt, không ai thấy trộm bị đánh, mặt ngoài phong quang của Kiều Trấn Lương thì rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng ai có thể thấy được niềm chua xót sau lưng y, cho tới bây giờ trong lòng Kiều Trấn Lương vẫn không ngừng nhỏ máu, tư vị nuôi con gái của người ta cũng không dễ chịu gì. Kiều Trấn Lương có thể an bài tất cả thuận lợi như vậy ở nhà tang lễ Kinh Sơn ít nhiều cũng nhờ một người bí thư thị ủy Kinh Sơn Ngô Minh, trước đây khi Kiều Trấn Lương đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Bình Hải cũng không tốt gì với Ngô Minh, Ngô Minh ở dưới tay y trên sĩ đồ cũng bị lạnh nhạt, nhiều lần trăn trở mới được có được vị trí bí thư thị ủy Kinh Sơn, có điều tuy rằng là vậy, Ngô Minh vẫn không dám mang thù, địa vị chính trị của Kiều Trấn Lương y không thể với tới được, càng không cần phải nói tới đối nghịch với y. Hiện giờ Kiều Trấn Lương là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, y mở miệng bảo Ngô Minh làm việc, Ngô Minh tất nhiên không dám chậm trễ. Kiều Trấn Lương tới nhà tang lễ thành phố Kinh Sơn không lâu thì Ngô Minh cũng đã nghe tin mà tới. Kiều Trấn Lương nhận được điện thoại của Ngô Minh, có chút không vui, y nhíu mày theo thói quen, gác điện thoại rồi nói với Trương Dương, Ngô Minh tới. Trương Dương nói, hắn là bí thư thị ủy Kinh Sơn, ngài đã tới, hắn về tình về lý đều nên tới đón. Trương Dương không muốn giao tiếp với Ngô Minh, đứng dậy nói, Bộ trưởng Kiều, tôi tránh đi trước. Kiều Trấn Lương gật đầu, Trương Dương rời đi không thì Ngô Minh liền tới, y đi một mình vào trong phòng nghỉ dành cho khách quý của Kiều Trấn Lương, khi vào cửa trên mặt tràn ngập vẻ bi thương, người không biết còn tưởng rằng bà già hắn chết. Kiều Trấn Lương vươn tay ra, Ngô Minh bước nhanh tới, hai tay cầm tay Kiều Trấn Lương rồi dùng sức mà lắc, nói, Bộ trưởng Kiều, nén bi thương thuận biến. Đã tiến hành đăng ký tử vong. Ngô Minh muốn tra ra thân phận của người chết cũng không khó. Kiều Trấn Lương thở dài, cùng Ngô Minh ngồi xuống sofa, Ngô Minh tràn ngập quan tâm nói, Bộ trưởng Kiều, sao lại xảy ra chuyện này? Kiều Trấn Lương nói, vợ tôi si mê Phật học, chuyện trước khi xuất gia chắc anh cũng có nghe nói. Ngô Minh gật đầu. Kiều Trấn Lương nói, trong khoảng thời gian này thân thể của cô ta không tốt, con gái tới thăm, cô ta nói muốn tới Tây Sơn tự thắp hương, nhưng không ngờ lần này lại ra đi không về. Ngô Minh chán nản nói, trời có lúc này lúc kia, người có họa có phúc, Bộ trưởng Kiều, nếu bi kịch đã phát sinh rồi thì xin hãy nén bi thương thuận biến. Kiều Trấn Lương nói, chuyện này gia đình tôi không muốn làm dùng beng, anh chắc biết rõ, trên chính đàn cho dù là một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ có người gây sóng gió. Ngô Minh liên tục gật đầu, Bộ trưởng Kiều, ngài là lãnh đạo cũ của tôi, ngài nói như thế nào thì tôi sẽ làm như thế. Trong lòng lại không khỏi có chút hối hận. Xem ra Kiều Trấn Lương là muốn xử lý nhẹ nhàng chuyện này, sớm biết như vậy mình đã không tới, đến lúc này ngược lại thành mình chôn xuống ẩn hoạt, vạn nhất sau này có người muốn chuyện này để làm trò, Kiều Trấn Lương chẳng phải là hoài nghi tới mình ư. Ngô Minh cố ý nói tránh đi, vừa rồi tôi ở bên ngoài hình như nhìn thấy xe của Trương Dương. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, Mộng Viện gọi hắn tới đây hỗ trợ, nơi này cách Tân Hải không xa. Ngô Minh cũng không hỏi nhiều. Sau khi làm rõ thái độ của Kiều Trấn Lương thì hắn quyết định mau chóng cáo từ, loại phiền toái này càng ít dính vào càng tốt, chuyện nhà của Kiều gia các anh không liên quan gì tới tôi. Trương Dương tới phòng nghỉ thăm Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện không hề ngủ, chỉ cầm một bức ảnh chụp cô ta và mẹ rồi ngơ ngác nhìn.
Trương Dương vừa mới đi vào phòng nghỉ thì nhận được điện thoại của Lâm Tú, lại là tìm được vật phóng xạ trong máu của Mạnh Truyền Mỹ, bước đầu phán định là trúng độc, loại nguyên tố phóng xạ này rất dễ dàng bị cơ thể người hấp thu, tồn tại trong tổ chức mềm khắp toàn thân, nhất là trong cơ thể, trường kỳ hấp thu sẽ tạo thành tổn thương mãn tính cho thân thể, thậm chí là tử vong. Lâm Tú nhắc nhở Trương Dương cần phải kiểm tra vật phẩm thường dùng bên cạnh Mạnh Truyền Mỹ xem có vật phóng xạ tồn tại không. Trương Dương không hề đem chuyện Mạnh Truyền Mỹ đã tử vong nói với Lâm Tú, gác điện thoại, tới bên cạnh Kiều Mộng Việt, Kiều Bằng Phi nhìn thấy hắn tới thì đứng dậy nói, Trương Dương, hai người tâm sự đi, tôi đi sang chỗ bác tôi. Trương Dương gật gật đầu, sau khi Kiều Bằng Phi rời đi, hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Việt rồi nói khẽ cảm giác thế nào. Kiều Mộng Viện nói, đây là lựa chọn của mẹ tôi không thay đổi được. Trương Dương nói, thật ra trong khái niệm của nhà Phật thì sinh tử vốn không có gì khác nhau, vạn sự vạn vật đều có thuyết luân hồi, có lẽ cô Mạnh hiện tại đã được giải thoát rồi. Kiều Mộng Viện nói, hy vọng bà ấy thực sự có thể được giải thoát. Tay cô ta nhẹ nhàng chuyển động Phật Châu, đó là chuỗi Phật Châu mà mẹ để lại. Trương Dương vươn tay ra cầm chuỗi Phật Châu đó, Phật Châu xanh biếc, nhãn nhụi. Có thể nhìn thấy một viên hạt châu trong đó có khắc hai chữ hư ảo. Kiều Mộng Viện từ trong hành động của Trương Dương cảm thấy một số dị thường, kinh ngạc nói, Phật châu này có gì không đúng à? Trương Dương nói, không có gì, Mộng Viện, thứ này thôi để tôi giữ cho, cô mấy ngày hôm nay tinh thần không tốt, vạn nhất làm mất thì thật đáng tiếc. Kiều Mộng Viện gật đầu, cô ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm Trương Dương, cô ta nói khẽ cha tôi muốn tức khắc hỏa táng mẹ tôi. Cô ta tạm dừng một chút rồi lại nói, tôi biết, ông ấy là không muốn để chuyện này tạo thành ảnh hưởng bất lương đối với ông ấy, tôi không rõ, mẹ tôi đã chết rồi, vì sao ông ấy còn phải cố kỵ nhiều như vậy, vì sao không thể để mẹ tôi ra đi yên bình, vì sao còn phải cân nhắc tới cảm thụ của người ngoài. Trương Dương vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô ta, nói khẽ, Mộng Viện, thật ra cha cô cũng có chỗ khó xử của ông ấy, cô Mạnh chết là tự sát, chuyện này nếu bị người ngoài biết, người hữu tâm sẽ lợi dụng. Còn chưa biết sẽ đồn thổi ra thành những gì, cô cũng không muốn sau khi cô Mạnh chết rồi mà vẫn không được yên đúng không? Kỳ thực chuyện này trong mắt tôi thì cách làm của cha cô không gì đáng trách, ông ta không chỉ vì bản thân ông ta, cũng không chỉ là vì danh dự của Kiều gia, làm như vậy cũng là để bảo hộ các cô. Kiều Mộng Viện nói, thứ ông ta thực sự coi trọng chỉ là chức quan của mình thôi. Trương Đại Quan Nhân thầm than trong lòng, Kiều Mộng Viện hiển nhiên đã đổ trách nhiệm cái chết của mẹ mình lên đầu Kiều Trấn Lương. Từ góc độ của Trương Dương mà xem xét thì Kiều Trấn Lương trong chuyện này rất đáng được đồng tình, y phải chịu đựng sự phản bội của Mạnh Truyền Mỹ, nội tâm đau khổ cực độ, trước mặt người khác còn phải cố mà cười nói, điều này đối với bất kỳ ai mà nói đều là một loại tra tấn cực lớn. Kiều Bằng Cử buổi chiều hôm ấy tới thành phố Kinh Châu, người của Kiều gia mở một hội nghị ngắn, cuối cùng quyết định trước tiên hỏa táng di thể của Mạnh Truyền Mỹ, do bọn họ mang về trở lại Kinh Thành. Tuy rằng Mạnh Truyền Mỹ lúc sinh tiền có nguyện vọng được giải cho cốt của mình xuống biển, nhưng dù sao Mạnh gia vẫn còn người, cho dù lễ tang không được cử hành long trọng thì cũng vẫn phải âm thầm cử hành nghi thức. Kiều Mộng Viện tuy rằng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của cha anh, lúc hỏa táng di thể, huynh muội Kiều gia đều khóc chết đi sống lại, Kiều Trấn Lương cũng không nhịn được mà chảy nước mắt không chỉ là vì Mạnh Truyền Mỹ, mà là vì giữa bọn họ đã triệt để giải quyết xong nghiệt duyên. Trương Dương vốn định cùng họ tới Kinh Thành, nhưng Kiều Trấn Lương đã uyển chuyển cự, lễ tang của Mạnh Truyền Mỹ, Kiều Trấn Lương chỉ muốn tiến hành bộ trong khi gia tộc, không muốn người ngoài tham dự. Trương Dương cũng hiểu rõ, mình đã hoàn thành sứ mệnh rồi, nếu đi cùng ngược lại sẽ tạo thành khốn nhiễu cho Kiều gia. Trương Dương và đám người Kiều Trấn Lương chia tay ở nhà tang lễ, trước lúc đi lại nhắc nhở Kiều Mộng Viện phải chiếu cố tốt cho sức khỏe của mình. Trương Dương không hề lập tức rời khỏi Kinh Sơn. Di thể của Mạnh Truyền Mỹ tuy rằng đã hỏa táng, nhưng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc, hắn tìm Tạ Chí Quốc, bảo Tạ Chí Quốc hỗ trợ kiểm nghiệm chuỗi Phật Châu mà Mạnh Truyền Mỹ lưu lại. Chương 1719, không hài lòng 1. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trương Dương, trong chuỗi Phật Châu này không ngờ có thành phần bào của vật phóng xạ, trước khi Mạnh Truyền Mỹ chết, chuỗi Phật Châu này vẫn luôn ở bên cạnh bà, tuy rằng không biết chuỗi Phật Châu này cụ thể đã ở cùng bà ta bao nhiêu năm. Nhưng có một điểm có thể kết luận, chuỗi Phật Châu này có chứa bào của vật phóng xạ, tạo thành tổn hại phóng xạ trường kỳ đối với thân thể của Mạnh Truyền Mỹ. Người tặng bà ta chuỗi Phật Châu này chắc không phải là vô tâm, có thể là giáp tâm muốn ra hại bà ta. Tạ Chí Quốc cũng có chút ngạc nhiên đối với kết quả kiểm nghiệm, hắn hỏi, chuỗi Phật Châu này anh từ đây nào có? Trương Dương nói, một bằng hữu,
Gần đây thân thể của hắn không thoải mái, sau khi xét nghiệm máu thì phát hiện hắn có khả năng bị bệnh phóng xạ, cho nên mới nghĩ tới mang chuỗi Phật châu này tới đây kiểm nghiệm. Tạ Chí Quốc nói, có thể là liên quan tới án mưu sát, Trương Dương, bằng hữu của anh là ai? Trương Dương cười nói, có thể là vô tình mua được, hắn cũng không muốn truy cứu. Tạ Chí Quốc biết thằng Ôn này không muốn nói thật, đặt chuỗi Phật châu vào trong hộp rồi trả cho Trương Dương, nói, hàm lượng nguyên tố bảo bên trong rất cao, thứ này có tính phóng xạ rất mạnh, sẽ tạo thành tổn hại tới tổ chức mềm, trường kỳ tiếp xúc sẽ làm cho tứ chi vô lực, cuối cùng thậm chí sẽ phát bệnh phóng xạ rồi dẫn đến cái chết. Trương Dương nói, tôi sẽ bảo hắn xử lý thận trọng chuyện này. Tạ Chí Quốc nói, Trương Dương, tôi nghe nói anh lần này tới đây là để chữa bệnh cho Kiều phu nhân à. Trương Dương tìm Lâm Tú hỗ trợ, chuyện này tất nhiên không giấu được gã. Trương Dương cười nói, dì Lâm nói với anh à. Tạ Chí Quốc nói, chuyện này có liên quan tới Kiều phu nhân không? Gã làm hình trinh nhiều năm như vậy, Trương Dương hành động của Trương Dương không thể qua được mắt gã. Trương Dương nói, việc này, người ta không muốn lộ ra ngoài, tôi thấy hay là chúng ta cứ gác nó sang một bên đi. Tạ Chí Quốc cười nói, tôi cũng chẳng muốn quản chuyện đâu đâu. Có điều lợi dụng vật phóng xạ để hại người cũng là án nghiêm trọng, thân là cục trưởng công an thành phố Kinh Sơn, truy tra một chút cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của tôi. Có một số việc chúng ta trong lòng đều minh bạch, anh không muốn tôi hỏi, tôi cũng không muốn hỏi, không xảy ra ra đại sự là được rồi. Từ những lời này của Tạ Chí Quốc, Trương Dương nghe ra gã có thể đã tìm hiểu được tình huống nhiều hơn mình, thật ra trong thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, Mạnh Truyền Mỹ chết ở Kinh Sơn. Nếu muốn triệt để phong tỏa tin tức thì chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, Kiều Trấn Lương muốn che giấu sự thực của Mạnh Truyền Mỹ, y không muốn chuyện này tạo thành phiền phức cho Kiều gia. Trương Dương không muốn tiếp tục đề tài này, hắn cười nói, Tạ Cục, Hiểu Quân về chưa? Tạ Chí Quốc nói, tôi đang muốn nói chuyện này với anh đây, chắc buổi tối là nó về. Cô Lâm của anh đã chuẩn bị tốt rồi, buổi tối chúng ta tới hải sản Triều Châu ăn cơm. Trương Dương nói, tôi còn định tối nay trở về. Tạ Chí Quốc nói, cũng chẳng mất gì một buổi tối, sáng sớm mai cậu đi cũng được mà. Trương Dương nghĩ nghĩ, Tạ Chí Quốc nói không sai, huống chi hắn còn có chuyện chưa làm xong, hiện tại đi thì cũng khó tránh khỏi hơi gấp gáp quá. Ra khỏi chỗ của Tạ Chí Quốc, Trương Dương không hề trực tiếp trở về biệt thự ở nhờ tạm thời, mà là tới Kinh Sơn Quan Âm Viện, một là hắn muốn nói tin Mạnh Truyền Mỹ đã chết với Định Nhàn Sư Thái, hai là muốn hỏi nguồn gốc của chuỗi Phật Châu này. Định Nhàn Sư Thái nghe thấy tin tức Mạnh Truyền Mỹ đã mất thì cũng có chút cảm thán, đệ tử cửa Phật trong phương diện tình cảm thường thường sẽ không dễ dàng biểu lộ, đối với cái chết thì họ nhìn nhạt hơn là người bình thường. Trương Dương lấy chuỗi lần tràng hạt trong hộp ra, nói với Định Nhàn Sư Thái nhận ra chuỗi Phật Châu này không? Định Nhàn Sư Thái tay cầm Phật Châu, cẩn thận quan sát một chút rồi nói khẽ, Phật Châu này là một vị nữ thí chủ đưa. Tôi sở dĩ nhớ rõ như vậy là vì trong lúc cô ta đến Quan Âm Viện trừ con gái của cô ta ra thì chỉ có vị nữ thí chủ này từng bái phỏng cô ta, từ lúc đó trên tay cô ta đã có thêm chuỗi Phật Châu này. Trương Dương nói, Sư Thái có nhớ rõ bộ dạng của nữ thí chủ đó không? Định Nhàn Sư Thái nghĩ nghĩ rồi nói, hơn 40 tuổi, cử chỉ suy đoán vô cùng cao quý. Miêu tả này của bà ta chẳng khác gì là không miêu tả. Chẳng ai có thể chỉ dựa vào điểm này để suy đoán ra người đó rốt cuộc là ai. Có điều Trương đại quan nhân vẫn từ trong đây nắm được một số manh mối. Hơn 40 tuổi, thường thường nữ tính cử chỉ cao quý, bảo dưỡng thích đáng rất khó từ bề ngoài phán đoán ra được tuổi thực. Người này chắc là có quan hệ mật thiết với Mạnh Truyền Mỹ, nếu không Mạnh Truyền Mỹ cũng sẽ không nhận quà của cô ta. 6 rưỡi tối, Trương Dương tới hải sản Triều Châu đúng giờ, Lâm Tú là bà chủ ở đây, một là để mở tiệc chiêu đãi Trương Dương, thứ hai là để đón gió tẩy trần cho con trai bảo bối của cô ta. Tạ Hiểu Quân cũng mang đến ngạc nhiên cho hai vợ chồng Lâm Tú, hắn mang đến một cô gái, là đối tượng của hắn. Cô gái tên là Từ Ngưng, bộ dạng cũng không tệ lắm, có điều ăn mặc vô cùng ăn chơi, đây cũng là nguyên nhân khiến hai vợ chồng Lâm Tú ngạc nhiên hơn là kinh hỉ. Thế hệ của bọn họ cũng không thích nữ hài tử quá ăn chơi, nhất là nhìn thấy trên mặt Từ Ngưng hóa trang quá đáng, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu, Tạ Hiểu Quân cũng không biết là Trương Dương tới, hắn so với Trương Dương còn tới muộn hơn một chút. Nhìn thấy Trương Dương thì mừng rỡ đến mức miệng không khép lại được. Lâm Tú trách mắng, thằng bé này, sao đến muộn thế? Trong lòng người làm mẹ khi không vui sẽ lập tức biểu lộ ra. Trương đại quan nhân vừa nhìn đã minh bạch, cảm thấy Lâm Tú không hài lòng với bạn gái của con trai. Tạ Hiểu Quân dù sao cũng trẻ tuổi,
vẫn chưa ngộ ra được gì trong đây, cười ha ha nói, mẹ, con tới đón Tiểu Ngưng, đây là Từ Ngưng, bạn gái của con dâu tương lai của mẹ. Lâm Tú vừa nghe vậy thì liền biến sắc, thế này là sao, chưa gì đã nói là con dâu tương lai của mình, đến khuê nữ nhà ai cũng còn chưa biết. Cô ta đang muốn phát tác, nhưng nhìn thấy chồng nháy mắt với mình, hiển nhiên là vì Trương Dương ở đây, hiện tại phát tác thì không thích hợp. Tạ Hiểu Quân giới thiệu với Từ Ngưng, đây là mẹ anh. Đây là cha anh. Từ Ngưng ân cần thăm hỏi từng người, chào chú, chào cô. Lâm Tú mặt mũi trắng bệch, cố ừ một tiếng, ai cũng có thể nhìn ra cô ta mất hứng, Tạ Chí Quốc thì vẫn bình thường, gật đầu nói, rồi, cùng nhau ngồi xuống đi. Tạ Hiểu Quân cuối cùng cũng long trọng đẩy Trương Dương ra Tiểu Ngưng. Đây là sư phụ anh đã nhắc tới với em rồi đó, quyền đánh mãng Nam Sơn, chân đá giao long Bắc Hải. Trong thiên hạ này nếu sư phụ anh xưng võ công đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Từ Ngưng cười khanh khách, cô ta cũng gọi một tiếng sư phụ theo Tạ Hiểu Quân, nói khẽ, sư phụ, anh cũng đẹp trai quá. Trương đại quan nhân được vỗ mông ngựa cho ngây ra, cười bảo, đừng nói vậy, chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi, cứ gọi là anh Trương đi. Tạ Hiểu Quân nói, sao như vậy được, tôi gọi anh là sư phụ, cô ta gọi anh là anh Trương, đây chẳng phải là kém bối phận ư. Nói sao cũng phải gọi là chú Trương chứ. Từ Ngưng nói, nào có chú trẻ tuổi như vậy. Lâm Tú nói, tuổi là một chuyện, bối phận lại là một chuyện khác, người trẻ tuổi phải biết lớn biết nhỏ. Một câu khiến Từ Ngưng mặt đỏ bừng. Tạ Chí Quốc trung quy vẫn rộng lượng hơn một chút, hắn cười nói, mau ngồi xuống đi, đừng nói nhiều làm gì. Sau khi thức ăn được đưa lên, Tạ Hiểu Quân đứng dậy mở mao đài mà cha mang đến, Lâm Tú đa số thời gian đều đánh giá Từ Ngưng. Nhìn cho Từ Ngưng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nhà đầu này cũng không ngốc, nhìn ra mẹ người ta căn bản không thích mình. Tạ Hiểu Quân rót rượu cho bọn họ, cũng rót cho mình một ly. Lâm Tú nói, tiểu hài tử uống rượu cái gì? Tạ Hiểu Quân nói, sư phụ con từ xa tới, người làm đồ đệ cùng uống chén rượu có gì không đúng? Lâm Tú nói, con cái hay không học, chỉ biết dánh nhau uống rượu cưa gái, tật xấu trên xã hội học được đủ cả. Tạ Hiểu Quân mặt Từ Ngưng tức giận đến nỗi muốn đứng dậy bỏ đi, may mà Tạ Hiểu Quân giữ chặt tay cô ta. Tạ Chí Quốc cũng thấy lão bà nói chuyện có chút quá đáng, cười bảo, được rồi, hôm nay Trương Dương từ xa tới, bà muốn giáo huấn con trai thì cũng đừng ở trên bàn cơm. Trương Dương cười nói, cô Lâm, cô là đang giáo huấn tôi đấy, cô nói Hiểu Quân không đúng, rõ ràng là nói người làm sư phụ như tôi không biết dạy dỗ. Trương đại quan nhân đương nhiên không phải nghiêm túc. Dụng ý chân chính là giúp Tạ Hiểu Quân hóa giải xấu hổ, Tạ Chí Quốc nói không sai, cho dù dạy con thì cũng đừng dạy trên bàn cơm, Tạ Hiểu Quân đã dẫn Từ Ngưng đến, cho dù trong lòng không vui thì cũng đừng để lộ ra tại chỗ. Tạ Chí Quốc cầm chén rượu lên nói, nào, chúng ta hoan nghênh bí thư Trương đến Kinh Sơn chỉ đạo công tác. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói cục trưởng Tạ, ngài đây là giày vò tôi đến chết, một cán bộ cấp ban huyện như tôi ngài đừng có mang ra trêu đùa. Lâm Tú lúc này cũng thôi, để tính sổ với con trai sau, cô ta cười nói, lão Tạ, anh đừng có dở giọng nhà quan, làm quan không lớn nhưng mùi vị thì ghê lắm. Chương 1720, không hài lòng 2. Tạ Chí Quốc cười nói, cũng không phải là tôi lên giọng nhà quan, tôi là cục trưởng, Trương Dương cũng là bí thư thị ủy thành phố, tôi nào dám lên mặt trước anh ta. Tạ Hiểu Quân nói, cha, tốc độ thăng quan của cha cũng chậm quá. Con còn nhớ lúc còn nhỏ, cha đã là cục trưởng, lúc trưởng thành thì cha là cục trưởng, sư phụ con hiện tại đã là bí thư thị ủy rồi. Tạ Chí Quốc cười nói, tôi không dám so với ông ấy đâu, năm đó khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, tôi còn là đại chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch của xã Hắc Giả Sơn. Câu này khiến người trên bàn cơm đều bật cười, tính cách của Từ Ngưng cũng vô cùng hoạt bát, cô ta cười nói, chú Trương, thật vậy ư? Chú thật sự là chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch à? Trương Dương cười nói, đúng là có chuyện như vậy, lúc tôi vừa vào sĩ đồ là năm 92, lúc đó Tạ Cục dẫn một đội cảnh sát tới bắt tôi đi mà. Lâm Tú cũng không nhìn được liền bật cười, bắt cậu là đúng, ai bảo cậu dám bắt Yên Nhiên. Tạ Hiểu Quân trừng mắt nó, sư phụ, anh không ngờ làm vậy thật ư, anh đúng là sắc đảm bao thiên. Sao lại nói vậy, Lâm Tú gắt. Trương Dương cười nói, đó là Yên Nhiên bị thương, tôi cõng cô ta từ dưới vách núi lên. Chân cô ta bị gãy, đêm hôm khuya khoát bảo tôi đưa cô ta đi đâu được. Cha cậu tìm cô ta, coi tôi là phần tử phạm tội. Tạ Hiểu Quân cười nói, cha tôi thương chị Yên Nhiên nhất mà,
nếu ai dám khi phụ chỉ anh, ông ấy nhất định sẽ liều mạng. Tạ Chí Quốc nói cái gì đấy? Cha không thương con à? Trong lòng cha các con đều như nhau. Trương Dương nói, Hiểu Quân, cha cậu đối với cậu thật là tốt, mau rót rượu cho ông ấy đi. Tạ Hiểu Quân đứng dậy rót rượu cho cha. Tạ Chí Quốc cười cười, tiếp lấy chén rượu rồi uống, Tạ Hiểu Quân bảo Từ Ngưng cũng đi kính rượu. Cầm chén rượu lên nói, chú Tạ, cháu cũng kính chú một ly. Tạ Chí Quốc tuy rằng trong lòng không thích nha đầu này lắm, nhưng vẫn cầm lấy chén, Lâm Tú thì vươn tay ngăn cản không cho Tạ Chí Quốc uống nữa, lạnh lùng nói, lão Tạ, anh nhiều tuổi rồi, cứ tưởng mình còn trẻ lắm à, đừng uống nữa, có muốn sống không? Từ Ngưng trong nhất thời đờ ra đó, mặt đỏ bừng, Lâm Tú làm như vậy khiến cô ta thật sự sượng mặt, ai cũng đều có tự tôn, Từ Ngưng cũng sắp khóc rồi, cố nuốt lệ, cầm túi lên nói, xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước. Tạ Hiểu Quân nói, đừng mà, Từ Ngưng đã đi rồi. Tạ Hiểu Quân nhìn Lâm Tú rồi nói, mẹ làm gì vậy? Hắn đứng dậy muốn đuổi theo. Lâm Tú nói, con đứng lại đó, không được đi đâu cả. Tạ Hiểu Quân căn bản không để ý tới lời của cô ta, vẫn đuổi theo. Lâm Tú thở phì phì, con đi rồi thì đừng có về nữa. Tạ Chí Quốc cười khổ nói, em hôm nay làm sao vậy? Sao không chịu nói năng tử tế, Trương Dương còn ở đây cơ mà. Lâm Tú nói, Trương Dương cũng không phải là người ngoài, Tạ Chí Quốc, anh đừng có bao che cho con, Hiểu Quân bị anh chiều hư rồi, nó dẫn ai về thế hả? Trang điểm rõ đậm, quần thì không che được cả mông, anh chịu được nhưng tôi thì không. Tạ Chí Quốc nói, vậy em về nhà rồi hẵng nói, sao cứ phải khiến người ta mất mặt như vậy? Lâm Tú nói, nó là con tôi không thể nói à. Trương Dương cười nói, cô Lâm, phản ứng của cô hôm nay có phải quá khích quá hay không? Người trẻ tuổi yêu đương là bình thường, cô buộc càng chặt thì nó càng chống đối. Tạ Chí Quốc nói, Trương Dương nói rất đúng, người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, chỉ có trải đời nhiều hơn thì mới có tiến bộ. Lâm Tú trợn tròn hai mắt, Tạ Chí Quốc, anh có ý gì? Cái gì gọi là trải đời nhiều hơn mới có tiến bộ? Tôi thấy anh là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tạ Chí Quốc cười khổ nói, em nói linh tinh gì đó, đừng để Trương Dương cười cho. Trương Dương cười nói, việc nhà của hai người tôi cũng không chen vào, chú Tạ, chúng ta uống rượu. Tạ Chí Quốc cầm chén rượu lên, Lâm Tú nói, hai người uống đi, tôi xuống xem thế nào. Tạ Chí Quốc nói, xem cái gì mà xem, nó lớn vậy rồi, cô còn sợ nó xảy ra chuyện à. Y vừa nói xong thì Trương Dương biến sắc, bởi vì hắn nghe thấy một tiếng hét. Thính lực của Trương Đại Quan Nhân so với những người khác thì mạnh hơn rất nhiều, hắn lập tức nhận ra thanh âm này là của Tạ Hiểu Quân, căn bản chẳng buồn giải thích với hai vợ chồng Tạ Chí Quốc, đứng dậy xông ra ngoài, sau khi Trương Dương đẩy cửa phòng ra thì thanh âm này rõ hơn nhiều, Tạ Chí Quốc cũng nghe thấy, chạy ra theo. Ngoài cửa lớn của hải sản Triều Châu, một đám người tụ lại, trong không khí rõ ràng có mùi thuốc súng, Tạ Hiểu Quân ôm thân thể dính đầy máu tươi của Từ Ngưng, ngồi ngoài cửa lớn bất lực hét lên. Trương Dương ngay lập tức tới bên cạnh hắn, xác định Tạ Hiểu Quân không sao, người bị thương là Từ Ngưng, lúc này mới thoáng yên lòng, cái này cũng trách được Trương Dương, ai cũng đều có tư tâm, đương nhiên không muốn người thân của mình bị thương. Trương Dương ra tay như tia chớp, nhanh chóng điểm trúng mấy chỗ huyệt đạo của Từ Ngưng. Giúp cô ta cầm máu, nhìn thấy vết thương trên bụng Từ Ngưng, hắn thử mạch đập của Từ Ngưng, xác định Từ Ngưng không bị nguy hiểm tới tính mạng thì cũng yên lòng. Tạ Chí Quốc và Lâm Tú trước sau chạy, nhìn thấy một màn trước mắt đều sợ đến nỗi hồn phi phách tán, Lâm Tú quan tâm con trai, Tạ Chí Quốc nhìn thấy con trai không sao thì vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Không lâu sau xe cứu thương và xe cảnh sát trước sau đều tới, Tạ Hiểu Quân Dương Dương nói, bọn họ vốn là muốn giết con. Là Tiểu Ngưng đẩy con ra, đỡ đạn cho con. Mắt Lâm Tú cũng đỏ lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Từ Ngưng, ác niệm vừa rồi đối với cô gái này cũng biến mất hoàn toàn, nếu không phải cô ta đỡ đạn cho con trai thì chỉ sợ lúc này con trai đã chết rồi. Tạ Chí Quốc dù sao cũng là cục trưởng công an, y chấn định nói, trước tiên đưa tới bệnh viện đã, việc khác nói sau. Tạ Hiểu Quân lên xe cứu thương cùng Từ Ngưng, Trương Dương nói với Lâm Tú, yên tâm đi, cô ta không bị nguy hiểm tới tính mạng. Viên đạn không bắn trúng chỗ yếu hại. Lâm Tú sợ đến nỗi không nói năng gì, một lúc sau mới hồi phục lại, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Di động của Tạ Chí Quốc đổ chuông, y đi sang một bên nhấc máy. Một giọng nói âm u vang lên, Tạ Cục, con trai có khỏe không? Nội tâm Tạ Chí Quốc trầm xuống,
Y nhìn nhìn sang ở bên cạnh, lại đi thêm vài bước về phía trước rồi tức giận nói, anh là ai? Làm người làm việc cũng phải lưu lại ba phần dư địa, có lợi cho mình cũng là có lợi cho mọi người. Có ý gì? Giọng nói đó tràn ngập vẻ trêu tức, anh minh bạch mà, chỗ hàng hóa bị thu không phải cứ vậy là xong đâu. Điện thoại kêu tút tút, tâm tình Tạ Chí Quốc trở nên vô cùng trầm trọng, Trương Dương tới bên cạnh y, quan tâm nói, chú Tạ, chú không sao chứ? Thật ra hắn đã nghe thấy nội dung cú điện thoại vừa rồi của Tạ Chí Quốc. Tạ Chí Quốc thở dài nói, là nhắm vào tôi, lúc trước thu một lô độc phẩm, có thể là đám buôn lậu thuốc phiện trả thù. Trương Dương nói, hiện tại phần tử phạm tội càn rỡ như vậy ư. Bắt được thằng nào thì bắn bỏ thằng đó, tôi xem chúng còn dám tiếp tục làm loại chuyện tán tận lương tâm này nữa không. Tạ Chí Quốc lắc đầu nói, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Trương Dương nói, đừng khinh thường. Tạ Chí Quốc mấp máy môi, trên khuôn mặt y lộ ra vẻ kiên nghị, ai dám động tới người nhà của tôi thì tôi sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này. Ai sau khi người nhà gặp nguy hiểm tới tình mạng đều sẽ bộc phát ra sự phẫn nộ, Trương Dương không cho rằng Tạ Chí Quốc chỉ nói cho có, thân là cục trưởng công an thành phố Kinh Sơn, Tạ Chí Quốc có quyền lực như vậy, y ở toàn bộ Bắc Nguyên có quan hệ và nhân mạch thâm hậu, đám buôn thuốc phiện ngang ngược này đã khiến Tạ Chí Quốc nổi giận thật sự. Khi Tạ Chí Quốc dẫn phá án, Trương Dương và Lâm Tú cùng nhau tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Kinh Sơn thăm Từ Ngưng. Tâm tình hiện tại của Lâm Tú là rất áy náy. Nếu không phải Từ Ngưng đỡ đạn cho con trai, chỉ sợ cô ta đã mất đi đứa con trai này rồi, cô ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả của chuyện này, nếu con trai gặp bất trắc gì, chỉ sợ cô ta sẽ điên mất. Tạ Hiểu Quân ngồi trước phòng phẫu thuật, hai tay ôm đầu, Trương Dương đi tới vỗ vai hắn, Tạ Hiểu Quân ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tia máu, lộ ra lửa giận không thể át được, sư phụ, nếu để tôi tìm được những người đó, tôi nhất định sẽ bầm thây chúng. Trương Dương nói, việc này để sau hãng nói. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là chiếu cố Từ Ngưng. Tạ Hiểu Quân nói, sư phụ, Từ Ngưng sẽ không có việc gì chứ. Trương Dương lắc đầu nói, không có việc gì đâu, cô ta không bị thương ở chỗ yếu hại, lát nữa tôi đưa cho cậu một lọ thuốc kim sang, cam đoan về sau sẽ không lưu lại vết sẹo. Lâm Tú nói, Hiểu Quân, con đừng lo, mẹ ở lại với con. Tạ Hiểu Quân bởi vì chuyện vừa rồi nên hiển nhiên còn có chút giận mẹ, quay mặt đi, không ngờ không muốn nói chuyện với mẹ. Hắn cho rằng nếu không phải mẹ đối đãi với Từ Ngưng hà khắc quá mức, Từ Ngưng cũng sẽ không rời khỏi trước, mình nếu không đuổi theo thì cũng sẽ không bị bắn, người trẻ tuổi suy nghĩ vấn đề dẫu sao cũng rất đơn giản. Lâm Tú nhìn bộ dạng của con trai, trong lòng rất khổ sở. Lúc này bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân, một giọng nói lo lắng vang lên, con gái tôi thế nào rồi? Con gái tôi thế nào rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 199.